Chương 4060, sát chiêu, nhưng hai tảng đá tự động truy tung mục tiêu nhưng lực trùng kích cũng không phải cường đại, Lăng Hàn chấn động toàn thân, hắn có cảm giác sắp phun một ngụm máu tươi nhưng vẫn áp chế trong cổ họng. Hắn tu luyện thân thể quá mạnh mẽ nhưng nói là vô địch tầm bí cảnh nhưng chiến lực bị hạn chế trong tầm bí cảnh, bởi vậy hắn chỉ có thể chịu đựng. Ai công kích hắn, Lăng Hàn giận dữ, hắn không ngại luận bàn với người khác, chỉ cần có đầy đủ thủy tinh hoa, hiện tại có người đánh lén hắn. Ghê tởm hắn muốn đẩy tảng đá ra tìm kiếm hung thủ hai tảng đá này chính là nam châm dính quá chặt chẽ thứ này tuyệt đối không phải nam châm bình thường từ lực cường đại đến kinh người hắn không thể đẩy chúng ra âm tảng đá rơi xuống đập vào khối băng theo lý khối băng vô cùng kiên cố không có khả năng bị nện nát nhưng nam châm tác dụng lẫn nhau sinh ra nhiệt năng kinh người cũng nhanh chóng hỏa tan khói băng hiu 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 vài bóng người bay tới ha 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 lăng hàn không nghĩ tới sao Tổng cộng là 7 người, có người cười lạnh, giết thiên tài của lôi gia ta, người cho rằng có thể ung dung thảnh thơi sao. Cho dù người trốn ở chỗ này, chúng ta vẫn có thể bắt ngươi. Tâm thần lang hàn chấn động, hóa ra lại là người hai nhà lôi, bằng. Hắn cười lạnh, đường đường thế lực sinh đan cảnh, lại sử dụng mánh khóe hạ lưu như vậy. Ít nói nhảm với hắn, nhanh bắt hắn, nếu không sẽ chìm đấy. Có người thúc giục nói, tốt, có người đi tới, muốn bắt lấy nam châm. Lăng Hàn tuyệt không thể nhìn đối phương làm thế, nếu không chỉ cần rời khỏi hồ, hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Ông, hắn phát động sát khí xung kích, lại phun ra một đạo kim kiếm chém người ta. Người kia không có phòng bị, Lăng Hàn bị vây giữa hai khối nam chân, Lăng Hàn làm gì có dư lực công kích hắn. Sát khí trùng kích, gương mặt hắn căng cứng bị kim kiếm chém giết sinh cơ. Đường Đường cường giả trúc cơ, hắn lại chết uất ức như vậy. Những người khác ngẩn ngơ, không nghĩ tới lăng hàn dưới tình huống như vậy còn có thể miểu sát cường giả trúc cơ, quả nhiên lăng hàn rất đáng sợ. Âm, um, nam châm hòa tan khối băng, lúc này đã rơi vào trong nước, mang theo lăng hàn chìm xuống nước. Không người nào dám đi lên, đã có tấm gương trước, ai dám chịu chết. Bởi vậy, sáu người đều trơ mắt nhìn lăng hàn chìm vào trong nước. Qua một hồi lâu, bọn họ mới phản ứng được, tất cả đều đỏ mặt. Đối mặt một tiểu nhân vật tầm bí cảnh, bọn họ lại không dám xuất thủ. Quá mất mặt, nhưng tiểu tử đã chìm vào đáy hồ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người ngượng ngùng nói, ừm, um, những người khác gật đầu biểu thị đồng ý. Thanh hồng nam châm, nhiễm qua máu cường giả, căn bản không phải tiểu tử kia có thể tránh thoát. Cho nên, hắn hoặc bị đông cứng chết, hoặc là bị ngạt chết, hoặc bị kiệt sức mà chết, tuyệt không có khả năng thứ tư. Lý do an toàn, nên đi theo xem đi. Được, sáu người cùng xuống nước, sử dụng năng lượng hỏa diễm bảo hộ toàn thân, bọn họ ra tốc, cũng đuổi kịp hai khối nam châm bất quy tắc, có thể nhìn rõ ràng, nam châm đang mang theo lăng hàn chìm xuống. Nhưng một lúc sau, bọn họ không thể đi theo, bởi vì đã chui vào nước rất sâu, thủy áp càng ngày càng kinh khủng, nếu lại xuống dưới, áp lực sẽ đè chết bọn họ. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể phát huy thực lực tầm bí cảnh tại nơi này. Bởi vậy, bọn họ dừng lại, nhìn lăng hàn và hai khối nam châm càng chìm càng sâu, thẳng đến khi tan biến trong bóng tối. Bọn họ bắt đầu trồi lên nhảy ra khỏi mặt nước đứng trên tảng băng chết chắc sáu người đều gật đầu lần này lăng hàn phải chết trong hồ lăng hàn đang suy nghĩ đối sách lực hút của hai khối nam châm quá kinh khủng hắn căn bản không tránh thoát hơn nữa không thể tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô thật sự tiến thối không được không chỉ như thế hắn còn cần đối kháng lực hút của nam châm đồng thời câu thông năng lượng hỏa diễm nếu không hắn sẽ chết cóng mấu chốt là nơi này là đáy hồ hắn không có không khí một giờ chính là cực hạn chẳng lẽ bị đè chết, phải lựa chọn chết cóng, chết ngạt. Nam châm không ngừng chìm xuống, ý niệm trong lòng lăng hàn thay đổi thật nhanh, hắn nhất định phải thoát khốn, nếu không, hắn sẽ đối mặt với vấn đề nghiêm trọng thủy áp. Năng lượng hủy diệt, đây là biện pháp cuối cùng của lăng hàn, nhất định phải thành công, bởi vì niệm lực có hạn, hắn thu năng lượng hỏa diễm trở về, sau đó vận hành năng lượng hủy diệt, lúc này hai tay hai chân của hắn biến thành màu đen, lực hủy diệt cường đại làm dày của hắn biến thành hư vô, lăng hàn đưa tay đặt vào trong nam châm hắn cảm thấy thất vọng nam châm không có biến hóa không có hiệu quả không có thể chất liệu bản thân nam châm tương đối kinh người cho nên không phải hai ba lần liền có thể hủy đi không thể từ bỏ lăng hàn không ngừng vận chuyển năng lượng hủy diệt hiện tại hắn chỉ còn biện pháp này không đánh vỡ nam châm hắn khó thoát khỏi cái chết nam châm rất nặng nó càng nặng thì chìm càng nhanh thủy áp hiện tại rất kinh khủng lăng hàn cảm thấy mỗi bộ phận toàn thân đang bị nghiền ép Làn da vỡ vụn, máu tươi chảy ra, lưu lại một tơ máu thật dài chìm xuống đáy hồ. Còn tốt, Lăng Hàn tu hành mỗi cảnh giới đến cực cảnh, thể phách của hắn cực kỳ cường đại, đến xương cốt cũng vững chắc như sắt thép. Hắn không ngừng chìm xuống, mắt, mũi, trong tai đều có máu tươi. Đúng lúc này, hắn phát hiện hai tay và hai chân có có thể hoạt động. Nam châm bị hủy diệt một bộ phận, tinh thần Lăng Hàn chấn động, thủy áp, đè ép, lạnh giá, Lăng Hàn phải đồng thời đối mặt ba vấn đề lớn đổi thành người khác, bất kể là thứ gì cũng là chí mạng, hắn lại có thể chịu được. Trải qua thất biến làm khí huyết hắn rất mạnh, có thể đối kháng băng giá trong thời gian ngắn. Áp lực có thể đè vỡ tất cả. Lăng Hàn đang tranh đấu với thời gian, bởi vì áp lực nước quá mạnh, có khả năng hắn không có khí lực bay lên. Không gian hoạt động của hắn càng lớn mà thủy áp cũng càng ngày càng kinh khủng, bỗng nhiên, Lăng Hàn cảm giác thân thể chấn động và ngã xuống. Đến đáy hồ, Lăng Hàn tỉnh ngộ, nơi này quá đen, hắn không phát động nhãn thuật sẽ không nhìn thấy cái gì nhưng chân đạp vào nước bùn hắn có phản ứng tự nhiên thủy áp nơi này quá kinh khủng lăng hàn cảm thấy xương cốt của mình run rẩy cho dù khí huyết sau thất biến cũng sắp không thể duy trì sinh cơ của hắn tính mạng và sức sống của hắn hạ thấp lăng hàn vẫn không từ bỏ người như hắn cho dù chỉ còn một hơi thở cũng phải chống cự đến cùng năng lượng hủy diệt cuồn cuộn lăng hàn đang liều mạng lần cuối cùng tạp nam châm phát ra tiếng vỡ giòn tan chương 4061, cung điện dưới đáy hồ. Nam châm sắp vỡ, lăng hàn vội vàng phấn chấn, năng lượng hủy diệt tăng lên. Tinh thần lực của hắn đã gần hao hết, lại không thể đánh phá Nam châm, hắn thật sự không có biện pháp. Thậm chí, hắn hiện tại đã vượt qua siêu phụ tải, cũng cảm thấy đầu đau như nứt ra. Nới lỏng, nới lỏng, nới lỏng, lăng hàn dùng sức giấy ruộng, hắn cũng đứng lên, hai khối Nam châm hợp lại với nhau nhưng bây giờ lại dùng lực kéo một cái. Hắn phát hiện nam châm tách ra dễ dàng. Bởi vì bị năng lượng hủy diệt phá hủy kết cấu nghiêm trọng, từ lực sẽ không mạnh. Lăng Hàn đỡ không nổi, hắn vội vàng tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô, trong nháy mắt đi vào, hắn nhìn thấy nơi xa có một tia sáng. Tại sao sâu dưới đáy hồ lại có tia sáng? Mang theo một suy nghĩ mơ hồ, Lăng Hàn tiến vào trong hồ lô liền lập tức ngất đi, trong mơ hồ, hắn nghe thấy đường Vân Nhi đang gọi, thối Lăng Hàn. Tại sao ngươi thảm như vậy, ngươi không được ngất đi, bằng không ai nấu cơm cho ta ăn. Đứa trẻ chết dầm này, chỉ biết ăn, trở về nhất định chừng trị nàng. Cuối cùng hắn đã hôn mê bất tỉnh, không biết hắn ngủ trong bao lâu, Lăng Hàn có cảm giác buồn bực và tỉnh lại. Lăng Hàn, người đang dở trò quỷ gì thế? Đường Vân Nhi nhe răng, nói, người nghĩ quần nhảy hồ, có quan hệ gì với ta, tại sao mang theo ta nhảy vào hồ? Nàng đã đi ra ngoài một lần, lại kém chút bị thủy áp ép thành thịt nát, may mắn trên người nàng còn có bí bảo, kịp thời phát huy tác dụng, từ đó nàng mới có thể trốn vào trong hồ lô. Mặc dù không gian trong hồ lô không nhỏ nhưng không thể chịu nổi hai người hô hấp hiện tại lượng không khí càng ngày càng thấp. Nàng còn không biết tiết kiệm, ấm ức, Lăng Hàn ngất lại không biết, đã tiêu hao rất nhiều không khí. Lăng Hàn cười đê tiện, nói, đừng nóng vội, ta cũng khôi phục rất nhiều, cũng dẫn người ra ngoài. Thể phách của hắn rất kinh người, chỉ cần ngủ một giấc, ngoại thương đã khôi phục 7-8 phần, nhiệm lực cũng khôi phục một chút nhưng muốn trở về trạng thái tốt nhất, hắn cần phải quay lại bờ hồ. Người tốt nhất nhanh lên, ta không muốn biến thành quỷ chết ngạt. Đường Vân Nhi lẻ lưỡi, nói, nếu người ta chết rồi, vậy thì mỗi ngày sẽ xuất hiện dọa ngươi. Lăng Hàn cười ha ha, hắn rời khỏi hồ lô và bay lên trên, đột nhiên hồi tưởng lại tia sáng lúc sắp đi vào hồ lô. Hắn ngừng lại, tìm thời gian lại quay về đây, thủy áp kinh người nhưng Lăng Hàn vẫn gánh chịu nổi, hơn nữa còn dưới tình huống bị nam châm đẻ ép, hiện tại hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chủ yếu do thể phách quá mạnh mẽ, cũng quá toàn diện. Nếu không, cho dù ngươi tu ra thất cốt, nội phủ không chịu nổi áp lực vẫn nổ chết ngươi. Đi dạo trong hồ một vòng, quả nhiên Lăng Hàn lại nhìn thấy tia sáng. Hắn vội vàng hướng cái chỗ kia bơi đi, mặc dù trong hồ không thể phát huy tốc độ của mình nhưng thực lực mạnh vẫn thuận tiện, chân hắn đạp vào đáy hồ, lập tức bộc phát lực lượng khổng lồ, thôi động hắn tiến lên, hắn như một con cá lao nhanh. Dưới đáy hồ không có sinh linh, nơi này có thể nhìn chết tất cả tầm bí cảnh. Sau khi Lăng Hàn tiếp cận, tia sáng càng lúc càng lớn. Dần dần xuất hiện diện mạo chân chính. Lăng Hàn kinh ngạc, đó là một tòa cung điện, dưới đáy Hàn Thủy Hồ, đó là một tòa cung điện. Hắn nhanh chóng tới gần, chỉ thấy tòa cung điện bị màn sáng bao phủ, hắn thử đưa tay chạm vào, hắn kinh ngạc phát hiện, màn sáng giống như bùn đất, tay của hắn xuyên qua dễ dàng. Lòng hiếu kỳ của Lăng Hàn quá lớn, hắn không do dự tiến vào trong. Sau khi bước vào nơi này, hắn có cảm giác nhẹ nhõm. Thủy áp biến mất, a, à, nơi này là khu đất trống trải căn bản không có một giọt nước nào lăng hàn kinh ngạc hắn biết thủy áp đáng sợ cỡ nào hắn có thể tùy ý xuyên qua màn sáng tại sao thủy áp lại không xuất hiện việc này quá mâu thuẫn a à, nín chết bảo bảo đường vân nhi rời khỏi hồ lô lúc này thở hổn hển sau khi tiến vào không gian bên ngoài dưỡng nguyên hồ lô cũng bổ sung không khí cũng làm cho tiểu la lị biết mình đã rời khỏi đáy hồ a à, nàng nhìn chung quanh và cảm thấy quái lạ bởi vì bốn phía là đại dương minh mông phía trước là một cung điện to lớn nàng không ngờ lại nhìn thấy cảnh này lăng hàn ngươi lừa gạt người ta đến nơi nào lăng hàn gõ nhẹ đầu nàng nói không ai lừa bán ngươi mới là lạ tiểu la lị nói thầm đã tới cho dù thế nào cũng phải đi xem một chút hiện tại bọn họ đang đứng trước quảng trường lớn từng khối gạch đá giống như bạch ngọc sáng đến mức có thể soi gương hơn nữa có thể dùng làm tấm gương đường vân nhi đi một bước kém chút trượt chân lập tức làm nàng hứng thú, bắt đầu trượt băng tiến lên. Tới chơi đi, nàng cười khách khách, cho dù tiểu quỷ giảo hoạt cỡ nào, trung quy vẫn là đứa bé. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn đi về hướng cửa cung. Một bước, hai bước, ba bước, sau khi đi vài bước, Lăng Hàn hoảng sợ dừng lại, bởi vì hắn không thể tiếp cận cửa cung. Hắn lại quay đầu nhìn xem, phát hiện chính mình không tiến lên nửa bước. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào chân mình, sau đó lại đi, một bước, hai bước, ba bước bước chân bình thường hắn quay đầu nhìn ra phía sau mình vẫn chưa đi bước nào không phải tiểu la lị đang trượt băng sao chờ chút lăng hàn đi dọc ra ngoài cung điện quả nhiên hắn lập tức cảm thấy thị giác biến hóa a à, chỉ có đi lòng vong không thể tiếp cận lăng hàn đi vòng quanh cung điện một vòng cho dù hắn đi vào hướng nào của cung điện hắn không thể tiến thêm bước nào hắn nghĩ nghĩ đi tới thẳng tới vị trí cửa cung quyết định dừng lại ở nơi này lăng hàn nơi này thật kỳ quái tiểu la lị nói tuyệt đối là bị bày trận pháp nó thật cao minh ta không thể nhìn thấy một tia vết tích nào lăng hàn biểu thị đồng ý hắn mở nhãn thuật quan sát hắn không nhìn thấy vết tích trận pháp chỉ có thể nói người bố trí trận pháp này thật cao minh đã như vậy lăng hàn quyết định dùng man lực xông lên cùng lắm thì lãng phí một chút thời gian nếu trong đó có cơ duyên kinh người hắn nhìn thấy quảng trường rất kỳ quái hắn bắt đầu đi nhưng nếu lấy tiểu la lị làm tham chiếu hắn không di động nửa bước phát động chỉ xích thiên nhai cũng giống như thế chỉ có thể nhìn thấy thân thể hắn đang run rẩy nhưng vị trí lại không có biến hóa lang hàn ngừng lại chỉ xích thiên nhai phụ tải quá lớn hắn không thể chịu nổi mấy lần hắn dùng bước chân bình thường tiến lên ánh mắt sắc sảo nửa ngày sau đường vân nhi hô đói bụng lang hàn ném đồ ăn cho nàng hâm nóng tiểu nha đầu hết sức bất mãn phàn nàn lang hàn ngược đãi nhi đồng lang hàn cảm thấy kỳ quái hắn bắt đầu thí nghiệm chương 4062, nửa bước khó vào. Lăng Hàn tin tưởng phán đoán của mình, đây là một lần khảo nghiệm tâm linh và ý chí, nếu không đủ kiên định, như vậy chỉ có thể nhìn cung điện mà than thở. Hắn bóc lột thành quả lao động của tiểu la lị một chút, hắn đang ăn nhưng không dừng bước. Việc này làm đường Vân Nhi tức giận kêu to, kém chút sông lên liều mạng. Cũng may, tiểu la lị vẫn nói thông được, dù nàng cho rằng Lăng Hàn lãng phí công sức, hắn vẫn đi quanh quẩn, làm sao có khả năng phá trận. Ai, gặp một kẻ ngu nha, nàng nhún vai, vừa liếm láp kẹo sữa, vừa nhìn Lăng Hàn biểu diễn. Lăng Hàn không đặt trong lòng, hắn chỉ kiên trì theo phán đoán của mình, đi theo dẫn dắt tâm linh. Một ngày trôi qua rất nhanh, nơi này không thấy ánh mặt trời nhưng có ánh sáng tồn tại, tự nhiên có thể biết lúc này đã qua bao nhiêu ngày. Lăng Hàn không ngừng tu luyện, hắn vẫn kiên trì. Lăng Hàn, ngươi là đồ đần mạnh nhất, tiểu la lị không có bội phục nghị lực cứng cỏi của Lăng Hàn, ngược lại còn ngồi châm chọc. Lăng Hàn chỉ cười ha ha, đi cả ngày thân thể hắn mệt nhọc nhưng hắn không hề dừng lại lúc này một ngày trôi qua tiểu la lị phi thường bất mãn vì cái gì nàng nhất định phải phụ trách nấu cơm cho mình và lăng hàn người ta là bé cưng đấy có biết không lăng hàn triệt để làm trưởng quỹ vung tay nàng có biện pháp nào cũng không thể nhìn mình chết đói lăng hàn xấu xa lăng hàn đáng chết ta muốn đâm người giấy của ngươi mỗi ngày đường vân nhi nói thầm ba ngày bốn ngày liên tục đi bốn ngày không ngủ không nghỉ cho dù thể phách lăng hàn mạnh mẽ nhưng vẫn mệt nhọc, hắn có xúc động muốn ngủ. Nhưng lúc này ngã xuống, chẳng phải phí công nhọc sức rồi. Lăng hàn, đầu óc người toàn cơ bắp, chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ qua, cách làm như vậy là phí công hay sao? Vậy ngươi lãng phí thời gian càng nhiều, tiểu la lị chịu không được, quá nhàm chán, nơi này không có cái gì khác, hơn nữa cảnh sát đều như nhau, nàng có cảm giác buồn nôn. Nếu không phải mình không năng lực gánh vác thủy áp, nàng đã sớm lên bờ. Sáu ngày, Bảy ngày, 8 ngày, cho dù không chiến đấu, chỉ đi đường như thế, Lăng Hàn vẫn mệt mỏi không chịu nổi, hô hấp của hắn như kéo ống bể, quần áo toàn thân sớm đẫm mồ hôi, tóc cũng ướt súng dính vào nhau. Đế giày của hắn đã phá nát, lòng bàn chân có rất nhiều bọng nước, thậm chí còn có máu chảy ra, hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Ngay cả như vậy, ánh mắt Lăng Hàn vẫn sáng tỏ, ý chí kiên định. Trên thực tế, thân thể hắn đã đạt tới cực hạn, tất cả chỉ dựa vào ý chí kiên trì mà thôi lăng hàn cắn răng hai chân theo quán tính bước về phía trước đã sớm không cảm thấy gì kỳ thật lăng hàn cũng biết có khả năng đang lãng phí thời giờ nhưng lại đi như vậy mấy ngày hắn trải qua ma luyện tâm tính của mình đây là khảo nghiệm ý chí trong tình huống không có áp lực sinh tử hắn có thể kiên trì tới trình độ nào hắn tin tưởng sau khi trải qua lần ma luyện này ý chí của hắn sẽ bền bỉ hơn trước rất nhiều hơn nữa có thể kích phát toàn bộ thực lực bản thân cũng có lợi lớn khi hắn tu hành hắn vẫn bước lên cực hạn hiện tại không phải cũng là khảo nghiệm cực hạn hay sao? Cứ đi như thế, tiêu hoa thể lực và bí lực tương đối nhỏ nhưng 9 ngày sau, thể lực cùng bí lực lăng hàn cũng hoàn toàn hao hết, hiện tại có một tên địch nhân xuất hiện, có thể nhẹ nhõm xử lý hắn. Đáng tiếc, kẻ nào có thể xuống đáy hồ, nếu quả thật rơi xuống nơi này, đoán chừng cũng là tôn giả hoặc thánh nhân, cho dù lăng hàn còn ở trạng thái hoàn hảo cũng không chịu nổi một ánh mắt của người ta. Hắn yên tâm lớn mật hao tổn toàn bộ sức lực của mình. Không có thể lực, không có bí lực, niệm lực cũng tiêu hao không còn, Lăng Hàn hiện tại thật sự dựa vào ý chí kiên định dẫn động, hắn đã không có biện pháp lại khu động thân pháp, chỉ dựa vào hai chân bước đi máy móc. Mấy ngày đầu, Tiểu La Lệ bắt đầu còn châm chọc hắn nhưng về sau liền ngậm miệng lại. Cho dù nàng cho rằng Lăng Hàn đang lãng phí sinh mệnh nhưng nhìn thấy ý chí cứng cỏi của hắn, nàng cũng chỉ có bội phục. Loại người này đáng giá tôn kính. Wow, mặc dù gia hỏa này không phải thần thể, cũng không phải tiên chủng, ý chí của hắn quá đáng sợ tiểu la lị nói thầm thật cổ quái hắn đã tu ra chiến lược đáng sợ như thế lại thêm ý chí như vậy muốn không thành đại năng cũng khó khăn lang hàn bước đi càng ngày càng chậm ý chí của hắn thật cứng cỏi nhưng dù sao cũng là thân thể huyết nhục cũng bị thân thể chế ước cực hạn là dùng để phá vỡ nhưng cuối cùng vẫn có điểm cuối hiện tại hắn đã đi tới điểm cuối từng bước một hắn đi chậm như rùa bò nhưng vào lúc này đường vân nhi há to miệng nàng cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy lang hàn đang từng bước tiếp cận cung điện trời ơi thực sự có thể lúc trước cho dù lăng hàn đi thế nào thì hắn vẫn đứng bất động nhưng bây giờ lại tới gần cung điện hắn thật sự làm được chủ nhân cung điện này cũng là một kẻ mãng phu đầu óc toàn cơ bắp tiểu la lị mười phần khẳng định lăng hàn đã không cảm giác được đầu óc hắn trống rỗng chỉ có một ý niệm trong đầu đi 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 quảng trường rất lớn nhưng chỉ rộng khoảng trăm trượng tốc độ lăng hàn rất chậm hắn lê từng bước như rùa bò rốt cuộc cũng tiếp cận qua nửa giờ sau Lăng Hàn đi đến cửa cung điện, lúc này, hắn thật sự không thể tiến vào, bỗng nhiên Lăng Hàn tỉnh táo lại, hóa ra ta đã tới nơi. Nội tâm hắn thả lỏng, hắn bổ nhào về phía trước, hô, hắn phát ra tiếng ngáy, chỉ trong nháy mắt đã ngủ say. Thời điểm hắn ngã xuống, âm, cửa lớn cung điện tự động mở ra. Lăng Hàn, Lăng Hàn, tiểu la lì kêu gọi từ xa, nàng không có biện pháp đi qua, nàng cũng không có hứng thú đo 10 ngày 10 đêm như Lăng Hàn, đi qua lâu như vậy, ra hỏa này khẳng định đã bỏ vào nàng không tin Lăng Hàn sẽ chết, ra hỏa này chính là con rán có sinh mệnh lực ương ngạnh. Ngủ một ngày một đêm, Lăng Hàn tỉnh lại, đau nhức đau nhức đau nhức, hắn nghe răng trợn mắt, toàn thân như tan ra thành từng mảnh, chỉ hơi di động thân thể cũng làm hắn đau dớn thừa sống thiếu chết. Tinh khí thần của hắn lại tràn đầy, thậm chí còn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Hắn lấy thuốc trị thương, trị liệu cho mình một lúc, sau đó quay người nhìn tiểu la lị, hô. Ngươi chờ ta ở đây, ta đi vào. Ngươi không nói, người ta cũng không theo ngươi đi vào. Tiểu la lị liếm láp kẹo sữa, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Khốn kiếp, lăng hàn xoay người, hắn đi vào trong cung điện. Lạnh quá, lăng hàn run rẩy vài lần, hắn vội vàng kích phát ra năng lượng hỏa diễm, hắn phát hiện mình không hết lạnh. Cái lạnh không đến từ thân thể mà là, linh hồn, dường như hắn đã tiến vào âm tàu địa phủ. chương 4063, quỷ vật, t, nơi này quá tà môn, lăng hàn nhe răng, nơi này là cung điện thật lớn, chẳng lẽ là phần mộ nào đó. Hắn thật vất vả tiến vào nơi đây, không đi một vòng thì làm sao cam tâm. Lăng Hàn không ngừng bước, cung điện rất lớn, trần cao 10 trượng, bài trí cực kỳ đại khí. Gạch đá sáng như hương nhưng nó không có hiệu quả đặc biệt, Lăng Hàn vẫn dậm chân tại chỗ. Nơi này rất trống trải, trừ từng cây cột thanh đồng thô to ra, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Lăng Hàn quan sát trụ đồng, nơi này đã tồn tại rất nhiều năm, đã sớm sinh ra vết rỉ nhưng hắn vẫn nhìn rõ ràng trên cây cột vốn khắc họa đồ án chủ thể là gì thì hắn không hiểu cung điện này từng thuộc về ai vì sao lại xuất hiện ở đây bên ngoài cung điện có ánh sáng bảo vệ cung điện tồn tại có ý nghĩa gì lang hàn không nghĩ ra hắn lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước không biết sâu trong cung điện có đáp án hay không chẳng lẽ có người đi trước ta một bước đã vơ vét nơi này không còn gì nếu thực như thế ta có nên nạy gạch đá dưới chân hay không cho dù thế nào cũng phải kiếm lấy một ít gì đó Lăng Hàn thầm nghĩ, hoàn toàn không có nửa điểm xấu hổ. Hả, đột nhiên hắn có cảm giác tim đập nhanh, bỗng nhiên quay người nhìn sang bên trái mình, nhìn thấy trong khe hở hai cục gạch có một tia hắc khí, nó tỏa ra khí chất tà ác không cách nào hình dung. Là thứ quỷ gì thế? Lăng Hàn có loại cảm giác, tuyệt đối không được đụng vào thứ này, bằng không hắn chắc chắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắc khí không ngừng tiến ra ngoài, có một đám lớn, chỉ mười mấy giây sau đã trào ra ngoài, hắc khí bắt đầu phun trào, sau đó hóa thành một bóng dáng hình người. uy uy uy, đây là cái quỷ gì? hắc khí hình người càng ngày càng chân thật, hóa ra hai mắt, cái mũi, miệng, đó là một lão bà, thân thể còng xuống, tuổi già sức yếu. thật sự gặp quỷ, Lang Hàn cũng không cho rằng người còn có thể biến thành một đám khói. Hơn nữa, đôi mắt bà lão không bình thường, căn bản không có tròng mắt, là đôi mắt tăm tối. trên đời có quỷ thật sao? Lang Hàn lại hỏi mình, trước kia hắn không tin có quỷ tồn tại. Nhận thức hiện tại của hắn đã bị phá vỡ. Lão bà nhìn sang Lăng Hàn, đôi mắt tối tăm như vực sâu không đáy làm Lăng Hàn thất thần, cũng không tự kiềm chế được. Thật mạnh, thật mạnh, lão bà tuyệt đối là cấp bậc tiên đồ, thậm chí không kém gì Hầu ca. T, Hầu ca là tồn tại gì? Tiểu thừa cảnh, đại năng cấp giáo chủ, nhưng bây giờ lại xuất hiện bà lão cấp bậc như thế. Gặp quỷ rồi, mặc dù nơi này là Nguyệt Hoa Tinh, cấp độ võ đạo còn cao hơn thiên hải tinh không ít nhưng cũng không đến mức biến thái như vậy. Làm sao bây giờ, toàn thân Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, một đại năng cấp giáo chủ muốn gây bất lợi cho hắn, hắn làm sao có thể chống đỡ được? Cho dù làm gì cũng phí công, nhưng với tính cách của Lăng Hàn, hắn làm sao có thể khoanh tay chịu chết. Bỗng nhiên bà lão mở miệng, cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, bà lão vừa há miệng thì gương mặt biến mất, hóa thành một cái chậu máu, sau đó nhào về phía Lăng Hàn. Thảm rồi, xe, đúng lúc này một cây trụ thanh đồng tỏa sáng đánh vào thân thể bà lão, bà lão bị đánh lui trở về. Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, bờ vai bà lão chấn động, cũng lui về phía sau. Một cột sáng bắn thủng một đại năng cấp giáo chủ, Lăng Hàn cảm thấy ra đầu tê dại, rốt cuộc mình tiến vào địa phương gì, quá kỳ quái. Bà lão kêu to, rõ ràng không có âm thanh nhưng Lăng Hàn cảm thấy thức hải đau đớn, đầu óc sắp phát nổ. Hiu hiu hiu, trụ thanh đồng bắn ra tia sáng lần nữa, lúc này không phải một mà là ba tia sáng, tất cả cùng bắn vào bà lão. Cột sáng không gì không phá, ba cột sáng bộc phát rực rỡ, trên thân bà lão có ba lỗ thủng. Kêu to không phải sóng âm mà là thần thức xung kích. Nội tâm lăng hàn chấn động, dường như cung điện này trần áp bà lão, may mắn là như thế, bằng không đại năng cấp giáo chủ công kích, hắn làm sao đỡ được. Chủ thanh đồng không ngừng bắn ra tia sáng, đừng nhìn chúng đã gì xét, không biết tồn tại bao lâu nhưng uy lực của nó bất phàm, không bao lâu đã đánh bà lão đầy vết thủng cũng biến thành làn khói nhẹ lại bị mấy cột sáng đánh tan lăng hàn thở ra cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh vừa rồi thật sự quá nguy hiểm trước mặt cường giả cấp giáo chủ hắn yếu ớt không có một chút năng lực tự vệ hắn lại nhìn những trụ thanh đồng lần nữa rõ ràng đều rỉ xét vì sao còn có uy năng như thế tùy tiện liền diệt sát tồn tại cấp giáo chủ hơn nữa khói đen biến thành bà lão là cái quỷ gì lăng hàn nhìn chằm chằm vào trụ thanh đồng cực kỳ nóng mắt nếu có thể mang một cái quay về chẳng phải có thể quét ngang thiên hải tinh hắn không vội trụ thanh đồng có ở khắp nơi ý nghĩ rất tốt nhưng lang hàn không thể động vào trụ thanh đồng dường như chúng là tiên kim tạo thành cực kỳ kiên cố chúng có thể diệt sát cấp giáo chủ chút lực lượng của hắn tính là cái gì ai lang hàn thở dài hắn tiến vào bảo sơn nhưng lại thở dài nhìn ngắm cất bước tiến lên nội tâm hắn chờ mong trụ thanh đồng lợi hại như vậy nếu như phát hiện bảo vật gì tất nhiên vô cùng kinh người sau khi đi một lúc Lăng Hàn lại sinh ra cảm giác ớn lạnh. Chẳng lẽ, lại tới, hắn nhìn về phía sau, quả rất kỳ diệu, một đám khói đen chui ra khỏi nền gạch. Chỉ trong nháy mắt, đám khói đen hóa thành hình người. Lần này cũng không phải bà lão mà là một nam tử trung niên, rõ ràng là quỷ vật nhưng lại giống cao thủ trấn áp thiên hạ, khí thế khinh người, cực kỳ đáng sợ. Lại là tồn tại cấp giáo chủ, thậm chí còn mạnh hơn bà lão một chút. Lăng Hàn chấn kinh, bên dưới cung điện có bao nhiêu quỷ vật, hơn nữa còn là cấp giáo chủ cũng quá dọa người rồi nhưng quỷ vật cấp giáo chủ thì thế nào trụ thanh đồng phát sáng cũng nhanh chóng đánh nó hôi phi yên diệt lang hàn không còn lo lắng chỉ sợ cung điện chấn áp quỷ vật tại nơi này trụ thanh đồng quá mạnh chém giết không bỏ sót hắn thông qua tiền điện phía trước xuất hiện một tòa hoa viên nhưng tất cả thực vật đã khô héo lang hàn nhìn thấy rất nhiều tiên thụ có chút cấp bậc đạt tới lục tinh nhưng bây giờ đã mất đi tất cả thần tính đã sớm chết khô từ lâu đáng tiếc thật đáng tiếc, Lăng Hàn vừa đi vừa lắc đầu, nơi này có quá nhiều tiên dược, tất cả đều khô héo. Ai mà lãng phí như thế, lại đi vài bước, phía trước xuất hiện một tòa đài phun nước, nước bên trong đã không còn dâng trào, trong hồ vẫn còn chút nước, còn có mấy viên thủy cầu, nó là một đám nước nhưng lại không thể phá vỡ. chương 4064, Đế Cung, Lăng Hàn sững sờ, khốn kiếp, đây là thủy tinh nguyên đấy. Đồ chơi này khó tìm cỡ nào, với thực lực của Lăng Hàn, có thêm bảy tiểu hoa nhi hỗ trợ không mất thời gian nhiều năm sẽ không chiếm được nhưng nơi này có mấy viên một hai ba bốn năm tất cả sáu viên thủy cầu chính là sáu phần thủy tinh nguyên xong rồi lăng hàn vui mừng hắn không nghĩ tới mình lại chiếm được thủy tinh nguyên nhanh như thế hắn vội vàng thu thủy tinh nguyên hắn lấy hết sáu viên cho dù không dùng nhiều như thế nhưng có thể bán ra đã lấy được sáu viên thủy tinh nguyên chuyến đi này rất đáng giá lăng hàn càng chờ mong rốt cuộc trong hậu điện có vật gì. Hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm những tiên dược khô héo, bước nhanh tiến vào hậu điện. Tới đi, dùng bảo vật đập chết hắn đi, hắn không ngại. Hậu điện cũng như thế, trụ thanh đồng to lớn đứng vững, tồn tại không biết bao lâu, giống như có thể tiếp tục tồn tại tới vĩnh hằng. Khói đen bay lên, lại hình thành quỷ vật, trụ thanh đồng phát sáng, dễ dàng chém chết. Lăng Hàn hiện tại lười nhìn, dù sao cột sáng bắn chúng, quỷ vật sẽ không còn đường sống sống cung điện rất lớn nhưng cuối cùng cũng có cuối cùng hắn còn chưa đi tới cuối hậu điện hắn nhìn thấy một người đang đứng trước mặt cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng hắn trói mắt như mặt trời dường như ánh sáng của hắn có thể che đậy tất cả hắn cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào nội tâm sinh ra cảm giác kính sợ muốn quỳ xuống bái lạy đây là một vị tổ vương sao đại đế độc đoán vạn cổ mới có uy thế như vậy hắn còn sống không lang hàn áp chế e ngại trong lòng đây là cấp độ sinh mệnh chênh lệch Đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn không có tư cách so sánh nhưng Lăng Hàn có thể thừa nhận chính mình nhỏ yếu, tâm hồn hắn sẽ không cúi đầu. Hắn cắn răng, kiên trì không cho mình quỳ xuống. "Tiền bối," hắn run rẩy nói, không phải sợ hãi mà là hắn không thể khống chế thân thể của mình. Đối phương không nghe thấy, hắn vẫn đứng đó, áo trắng phất phơ như tiên. Không để ý tới mình hay đã chết, Lăng Hàn cảm thấy trạng thái đối phương cổ quái, giống như đang tồn tại, sinh mệnh hắn bốc cháy hừng hực sức sống kinh người nhưng bây giờ dù trói mắt nhưng lại mất đi sinh khí nếu như đối phương còn sống có lẽ càng đáng sợ một cái ý niệm trong đầu cũng có thể làm thiên băng địa liệt lang hàn áp chế thân thể di động hắn không thể tiếp cận chỉ cần lại tiến lên phía trước một chút thân thể hắn sẽ sụp đổ đây không phải ảo giác bởi vì hắn thử qua hắn hơi di chuyển một chút máu tươi trong người hắn chảy ra ngoài nếu hắn dám tiến lên một chút nữa hắn sẽ chết cho dù thể phách tu ra thất cốt thất phân thì thế nào Đối mặt với tồn tại này, hắn chỉ là cặn bã. Đây thật là một vị tổ vương sao? Lăng Hàn nhìn sang nơi khác, mặc dù không thể tiếp cận người này, hắn có thể từ góc độ này nhìn ra dung mạo của đối phương. Đó là người trung niên chừng 40 tuổi, cực kỳ anh tuấn, dù hắn nhắm mắt nhưng lại sinh ra bá khí không thể hình dung, dường như hắn là trung tâm thế giới, không ai có thể bỏ qua hắn. Hắn đúng là người chết, đã không còn sinh cơ. T, một người chết đã cường đại như vậy, không thể tiếp cận, có thể làm người ta nổ tung đúng lúc này khóe miệng người này hơi nhếch lên hắn thật sự nở nụ cười trời ơi gặp quỷ không sát chết vùng dậy lăng hàn giật mình nhưng người áo trắng lại tan thành mây khói thân thể giống như cho bụi tản ra và quay về thiên địa một giọng nói vang lên trong thức hải lăng hàn giống như tiếng chuông kêu vang lại giống như vũ trụ sơ khai đại đạo truyền thế tên ta ngũ thanh hư đang truy cầu con đường thành đế hao tổn tâm cơ tìm ra hành cung của vô nhai đại đế năm xưa càng hiểu rõ công tích của vô nhai đại đế, ta càng bội phục, ta quyết định lưu tại nơi này túc trực bên linh cứu đại đế. Mặc dù không thành đế, tâm ta không hối hận, lang hàn trợn mắt hốc mồm, người áo trắng không phải tổ vương mà là muốn trở thành tổ vương, tổ vương lại xưng là đại đế, thánh hoàng, cũng không phải hoàng đế như Trần Phong Viêm, là ngũ thanh hư là cường giả có thể trấn áp tất cả đế vương. Có trí to lớn như thế, hơn nữa, bản thân ngũ thanh hư cũng là tồn tại vô cùng cường đại, lại bởi vì tiếp xúc công tích của vô nhai đại đế, từ bỏ dự định thành đế, cam tâm túc trực bên linh cứu. Tôn giả, thánh nhân, thánh nhân đấy, bằng không làm sao có tư cách theo đuổi con đường thành đế. Thật đáng sợ, công tích của đại đế trói mắt như thế nào, tại sao có thể làm thánh nhân bỏ qua con đường thành đế. Mặc dù ngũ thanh hư không buông bỏ, khả năng thành đế vô hạn bằng không. Rốt cuộc vô nhai đại đế khi còn sống đã làm cái gì, lại có thể làm một vị thánh nhân lại chịu đựng vạn của tịch mịch ở nơi đây, tuổi già cô đơn cả đời đại đế bố trí cung điện này chính là vì chấn áp âm nhãn trong thiên địa ngăn cản quỷ vật xuất thế tai họa thiên hạ nhưng cho dù là đại đế cũng không thể ngăn cản thời gian tang thương lúc ta đến cách đại đế lưu lại hành cung năm đó mấy trăm triệu năm cho dù là đế văn cũng bắt đầu ma diệt ta dốc hết lực cả đời miễn cưỡng gia cố đế văn có lẽ có thể bảo vệ ngàn vạn năm người đến sau người có thể tới chỗ này nói rõ tâm trí nghị lực tiềm lực đều là nhân tuyển tốt nhất tương lai có một cơ hội trở thành thánh nhân nếu ngươi thành thánh hy vọng ngươi có thể lại tới nơi này ra cố đế văn đại đế lưu lại cơ duyên ở nơi này bởi vì ta lập trí cả đời túc trực bên linh cứu ta không lấy lưu lại cho ngươi dùng giọng nói yếu ớt của ngũ thanh hư vang lên lại nói vài câu sau đó biến mất lang hàn im lặng thật lâu hắn tràn ngập kính nể với ngũ thanh hư thánh nhân đấy là tồn tại ít đến mức thương cảm trừ tổ vương lớn nhất ra một thời đại chỉ có một vị tổ vương cho nên thánh nhân đã đứng trên đỉnh thế giới cường giả như vậy nguyện ý lưu lại túc trực bên linh cứu một mặt là kính ngưỡng vô nhai đại đế một phương diện khác cũng vì trấn áp âm nhãn ý chí như vậy thật sự làm người ta tôn kính ngũ thanh hư hoàn toàn biến thành hư vô hắn dùng tất cả lực lượng ra chỉ đế văn hiện tại chấp niệm biến mất hắn cũng biến mất trong thiên địa người đi đạo không còn áp lực không còn lăng hàn lập tức khôi phục như cũ nội tâm hắn cảm khái thế gian luôn có người làm ra chuyện vĩ đại để kẻ đến sau chỉ có bội phục nhưng đổi thành hắn hắn sẽ không lựa chọn như ngũ thanh hư mà là cố gắng trở thành tổ vương, giết vào bên trong âm nhãn, giải quyết triệt để vấn đề. Đương nhiên, vô nhai đại đế lưu lại chân áp trong cung điện, từ đó có thể nói rõ âm nhãn rất khó phá. Lăng Hàn tiến lên phía trước, vô nhai đại đế có trí lớn, hắn lưu lại bảo vật cực kỳ chân quý. Phía trước, trên một bàn đá, đặt một khối kim loại màu ám kim, phía trên tỏa ra khí tức hỗn độn, một tia một sợi cũng rất nặng nề, có thể nặng như tinh thể, có thể khai thiên tích địa chương 4065, mẫu kim, việc này tuyệt đối không quá lời, bởi vì đây là mẫu kim, tài liệu vô thượng của tổ vương. Mỗi một vị tổ vương thành đạo đều đi tìm mẫu kim, chế tạo ra binh khí cho mình, xưng là đế binh, hoàng binh hay là tổ khí. Mẫu kim là tên gọi chúng, kỳ thật có rất nhiều chủng loại, ví dụ như tiên lệ lục kim, vô cực huyền thiết, huyền mẫu khí nhưng mỗi một loại vật liệu đều cực kỳ thưa thớt, thậm chí có khả năng độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Cho dù là tổ vương cũng có thể cả đời không đạt được một khối mẫu kim, cũng không phải thực lực không đủ mà là vấn đề vận khí. Nhưng vô nhai đại đế lại chiếm được hai khối mẫu kim, một khối là hắn chiếm được, bị đúc thành đế binh cực đạo kiếm, một cái khác là hắn tuổi già chiếm được, cũng không tiếp tục đúc thành đế binh mà lưu lại nơi này, tặng cho người hữu duyên hậu thế. Trên thực tế, mẫu kim cũng có phân cao thấp nhưng khác biệt hơi nhỏ, khối mẫu kim này đứng trong 10 vị trí đầu của mẫu kim. 10 vị trí đầu không có sắp xếp vị trí cụ thể nhưng là kỳ chân hiếm có trong thiên hạ. Khối mẫu kim này tên là hỗn độn cực lôi, truyền thuyết nó sinh ra trong hỗn độn, lại được lôi điện trong thiên địa rèn luyện, lúc này mới tạo thành một khối lớn như nắm tay. Không cần lo lắng không đủ dùng, một khi đúc mẫu kim thành khí, nó có thể phóng đại tự nhiên, thu nhỏ tùy ý, căn bản không thành vấn đề, khác biệt ở chỗ, mẫu kim nguyên thủy càng lớn, uy lực khi đúc thành binh khí càng lớn. Mẫu kim trong thiên địa quá hiếm có, mỗi khi chúng xuất thế đều lớn cỡ nắm tay, khó có khác biệt. Trái tim lăng hàn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn mới có tu vi khai khiếu cảnh, còn chưa bước vào tiên đồ, hắn đã có được một khối mẫu kim, có thể đúc thành binh khí chuyên môn của tổ vương. Thu, lăng hàn đi tới, dựa theo phương pháp ngũ thanh hư truyền thụ, hắn thu mẫu kim, đặt vào trong pháp khí không gian. Đây chỉ là mẫu kim nguyên thủy, cũng không có đúc thành khí, nếu không hắn không dễ dàng thu lấy như vậy, nếu như tự tay tổ vương rèn đúc mà thành, một khi phát huy, chỉ một tia khí tức cũng làm thân thể thánh nhân dạn nứt, đạo tiêu người chết. Tổ khí, tự ý nghĩa nào đó nó đại biểu cho một vị tổ vương. Tổ vương thọ nguyên có hạn nhưng tổ khí vạn cổ trường tồn. Cho dù thu mẫu kim, lang hàn vẫn có cảm giác mông lung. Thu hoạch lần này lớn đến mức không thể tin nổi, ai có thể tin tưởng, ta chưa bước vào tiên đồ lại có thể thu một khối mẫu kim. Lăng Hàn thì thào, đãi ngộ này cho dù là thân tử, thân nữ của tổ vương cũng không có tư cách hưởng dụng mẫu kim quá hiếm có, cho dù tổ vương mạnh nhất trên đời, cả đời cũng chỉ có thể đạt được một khối mẫu kim, thậm chí còn không chiếm được. Vận khí của vô nhai đại đế quá nghịch thiên, trừ mẫu kim ra, trên mặt bàn còn có một chiếc bình ngọc, bên trong chứa nửa bình nước. Đó là tiên thiên đạo thủy, dùng để làm gì? Chống cự hoàn cảnh cực viêm, trước khi đúc mẫu kim thành binh khí, nó cực kỳ kiên cố, cho dù thánh nhân toàn bộ thiên hạ công kích cũng không làm hư hại một góc của nó, nhất định phải đi vào nơi có thiên đạo hỏa thiêu đốt mới có thể rèn đúc thiên đạo hỏa có thể thiêu chết thánh nhân, nếu lăng hàn đi vào, tương đương đi chịu chết. Nhưng chỉ cần uống tiên thiên đạo thủy, hắn có thể khắc chế thiên đạo hỏa, hoàn thành rèn luyện mẫu kim. Vô nhai đại đế suy nghĩ rất chu đáo, chẳng những tặng mẫu kim, còn chuẩn bị xong vật liệu rèn đúc mẫu kim, tổ khí nhất định phải do mình chế tạo, dung nhập một tia thần hồn mới có thể nhân khí tương thông, chỉ huy như ý. Xin tiền bối yên tâm, ta đạt được phần cơ duyên này, ta sẽ nhận lãnh trách nhiệm tương ứng, chờ ngày sau ta tu thành đại đạo, tất nhiên sẽ đến tiêu diệt âm nhãn trừ hậu hoạn vĩnh viễn lăng hàn nói hắn phát ra đạo thề nhất định sẽ thực hiện hắn bái tạ về cuối cung điện hắn cảm tạ vô nhai đại đế bởi vì hắn lưu lại một khối mẫu kim ân huệ như vậy thật sự quá nặng lăng hàn đi trở về hắn quay lại hoa viên lại vào tiền điện đi tới quảng trường nơi xa tiểu la lị đang nhàm chán ngồi dưới đất cũng không liếm láp kẹo sữa đại khái ăn quá nhiều nên không thấy ngon miệng lăng hàn đi trở về Lúc đi dọc quảng trường, hắn đi tới rất nhẹ nhàng, cũng không cần đi 10 ngày. Đi, chúng ta trở về. Hắn nói, có thu hoạch gì, tiểu la lị mở to mắt nhìn, nàng như bé cứng hiếu kỳ. Lăng hàn mỉm cười, hắn lấy ra một viên thủy tinh nguyên. a à, trong đó có thủy tinh nguyên, đường vân nhi vô cùng kinh ngạc, nàng lập tức hét lên. Nơi này là hàn thủy hồ, trong cung điện có thủy tinh nguyên cũng không kỳ quái, cũng không uổng phí thời gian 10 ngày. Lăng hàn ứng tiếng, hắn thu tiểu la lị vào dưỡng nguyên hồ lô, cũng chuẩn bị rời đi. Hắn không nói chuyện mẫu kim, cũng không phải không tin được tiểu la lị mà là mẫu kim quá chân quý, đường Vân Nhi có thể sẽ không động ý niệm gì nhưng vạn nhất nàng nói lộ ra miệng, người khác biết thì sao. Đây là chân bảo thánh nhân cũng động tâm, cho dù không có thủ đoạn tổ vương, không thể trở thành tổ khí nhưng do thánh nhân luyện chế cũng là thánh khí đỉnh cấp, giúp bọn họ vô địch trong thánh nhân. Bí mật như thế, càng ít người biết càng tốt, lang hàn hít sâu một hơi, sau đó bước ra khỏi màn sáng, áp lực vô tận ập tới, xương cốt của hắn rung động rất lớn. Rời đi, hắn bơi lên mặt nước, phải qua hơn 10 phút mới nhìn thấy ánh sáng. Sắp đến nơi, soạt, lăng hàn phá vỡ mặt nước, không có băng nổi không sao, hắn nhận lấy dẫn dắt, hai chân đạp nước cực nhanh, cung cấp sức nổi cho hắn, hắn có thể đứng trên mặt nước. Lăng hàn thay đổi phương hướng, hắn bước nhanh ra ngoài. Chỉ nửa giờ sau, hắn đã đi tới bên bờ, Lăng Hàn cải trang bản thân và hội hợp với đám tiểu hoa nhi. Vừa vặn, ba ngày sau chính là ngày hẹn gặp nhau. Lăng Hàn trừ tu luyện ra, hắn đang đi tìm nơi có thiên đạo hỏa. Trên nguyệt hoa tinh không có, cần phải đi siêu cấp tinh thể, là nơi có thể giúp tổ vương đắc đạo. Lăng Hàn hỏi thăm tiểu la lị một chút, đúng dịp nàng đến từ một tinh thể lớn. Vấn đề là, đường Vân Nhi hiện tại không muốn trở về. Cũng không vội, ta hiện tại chỉ có thực lực khai khiếu cảnh, cho dù có tiên thiên đạo thủy trợ giúp, hiện tại vào thiên đạo hỏa cũng khó thoát khỏi cái chết, ta cần phải bước vào tiên đồ trước. Tốt, hiện tại ta có thể thanh thản luyện ngũ hành tạo hóa đan, đột phá tiên đồ, xem như chưa đạt được mẫu kim. Ba ngày sau, đám tiểu hoa nhi nhao nhao trở về, biết được lăng hàn đã được thủy tinh nguyên, tự nhiên mừng thay cho hắn, cũng giải phóng cho các nàng, không cần mỗi ngày phải đi tìm kiếm thủy nguyên tố sinh linh, việc này vô cùng nhàm chán. Phụ thân, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhị hoa hỏi, đi thu hồi một ít lợi tức. Lăng Hàn từ tốn nói, hắn kém chút bị hai nhà bàng, lôi giết chết, thù này nhất định phải báo, mặc dù cũng bởi vì bọn họ, mình mới có thể đạt được mẫu kim nhưng đó là hai việc khác nhau. chương 4066, kế hoạch hại người. Người muốn trả thù thế nào? Đường Vân Nhi nói, nói rõ trước đã, đừng nghĩ trông cậy vào ta giúp ngươi, người đẹp trai nhưng không đáng yêu. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, không cần ngươi hỗ trợ, a, à, ngươi cho rằng mình có thể địch nổi thế lực sinh đan cảnh hay sao? tiểu la lị rất kinh ngạc trước thực lực nghiền áp tuyệt đối cho dù lăng hàn sử dụng biện pháp gì cũng khó chống cự hai nhà lôi bàng lăng hàn lắc lắc ngón tay tiểu nha đầu không nên cả ngày chỉ nghĩ trong đầu việc chém chém giết giết người thông minh như ta chẳng lẽ chỉ biết xông lên đánh nhau chính diện đường vân nhi lập tức hưng phấn có phải đi phóng hỏa hay không nghe được từ phóng hỏa bảy tiểu hoa nhi hưng phấn việc này chơi rất vui lăng hàn xạ mặt lại tiểu hai từ hiện tại xảy ra chuyện gì hắn lắc đầu không phóng hỏa ngươi báo thù thế nào đường vân nhi không hiểu lang hàn tươi cười hắn lấy ra một viên thủy tinh nguyên cười nói ta bán viên thủy tinh nguyên này cho bàng gia đẹp trai đại thúc đầu óc ngươi hồ đồ sao đường vân nhi duỗi bàn tay nhỏ vuốt chán Lăng hàn kỳ quái không nóng tại sao lại biến thành ngu ngốc lang hàn tức giận đẩy tay nàng ra nói ngươi làm gì đại thúc bàng gia vốn muốn dùng ngũ hành tinh nguyên luyện thành ngũ hành tạo hóa đan ngươi lại đưa thủy tinh nguyên lên tới cửa, không phải đang giúp bọn họ sao? Đường Vân Nhi nhìn hắn như nhìn thằng ngốc, đại thúc, ngươi chịu đả kích quá lớn, bị ngốc sao? Lăng Hàn lắc đầu, thiên tài bàng gia muốn bước lên đỉnh phong nhân sinh, cho nên bàng gia nhất định sẽ không cự tuyệt viên thủy tinh nguyên này. Xong đời, tiểu la Lì ôm đầu, đẹp trai đã bị tẩu hỏa nhập ma. Bảy tiểu hoa nhi phản ứng lại, các nàng theo Lăng Hàn thời gian rất lâu, cũng hiểu tính cách của Lăng Hàn. Phụ thân, Người muốn động tay chân vào viên thủy tinh nguyên này sao? Đại Hoa nói, chờ bàng gia tập hợp đủ ngũ hành tinh nguyên, luyện thành ngũ hành tạo hóa đan, kết quả bị tên ngu ngốc bàng gia kia ăn vào, chẳng những không thể phá tan gông cùng xiềng xích trong người, ngược lại sẽ có phiền toái lớn. Nhị Hoa vỗ tay, đến lúc đó phụ thân vạch trần thân phận, bàng gia biết bị phụ thân hãm hại, tuyệt đối sẽ tức chết một nhóm người. Lục Hoa nói, quả nhiên phụ thân thật nham hiểm, Tam Hoa tổng kết, Lăng Hàn cười ha ha, hắn thật sự có suy nghĩ này đường vân nhi phiền muộn hiện tại trí thông minh của nàng không bằng các tiểu hoa như sao như vậy nàng làm sao trở thành đại tỷ được lăng hàn người muốn làm ra thủ đoạn gì trên thủy tinh nguyên người cho rằng người bàng ra sẽ không kiểm tra sao nàng dội nước lạnh đây chính là một vấn đề lăng hàn gật đầu nói ta đã có ý nghĩ lại không biết có thể thực hiện hay không hắn muốn dùng năng lượng hủy diệt rót vào bên trong thủy tinh nguyên nhưng dùng ý chí bản thân bao phủ không lập tức bạo phát ra thẳng đến khi luyện chế ngũ hành tạo hóa đan, năng lượng hủy diệt tuôn ra, trực tiếp hủy hoại đan dược. Đương nhiên, nếu như có thể cho tên thiên tài bàng gia ăn thuốc giả cũng tốt. Sau đó mấy ngày, Lăng Hàn lại đi tới tổ địa của bàng gia, hắn vừa đi vừa nghiên cứu thủy tinh nguyên, rốt cuộc hắn cũng biết nên áp dụng thủ đoạn như thế nào. Thủy tinh nguyên không khác gì giọt nước, lực ngưng tụ của nó rất mạnh, sẽ không vỡ vụn, đó là không đánh vỡ, một khi đánh vỡ, mặc dù còn có thể ngưng hợp nhưng sẽ sói mòn rất nhiều tinh hoa, ảnh hưởng hiệu quả thành đan. Làm tinh hoa sói mòn hết, không được, nhìn từ bên ngoài có thể phát hiện dễ dàng, hắn động tay chân như vậy, bàng ra sẽ phát hiện. Nghĩ sao, hợp với một giò thủy dịch để ngưng tụ ra thủy tinh nguyên hoàn mỹ. Trong đầu lăng hàn đang suy nghĩ biện pháp, rót năng lượng hủy diệt vào là một chiêu cuối cùng, trừ phi thủ đoạn khác đều vô dụng, khi đó hắn mới đi nước cờ này. Hắn bắt đầu tìm kiếm tư liệu, hợp với nước thuốc gì lại là tiêu chuẩn của đan đạo đại sư, hy vọng việc này có thể làm được bởi vậy hắn dừng lại trong một thành thị nhỏ hai ngày thành công phối thành một giọt thủy dịch ngưng hóa tề có thể kéo dài thời gian luyện chế đan dược nó dùng trong luyện đan nhưng ở không thích hợp trong tình huống gia nhập ngưng hóa tề lại phá hư hiệu quả luyện đan ta dùng ba thủ đoạn dung hợp vào bên trong thủy tinh nguyên ta cẩn thận cắt ra nghiên cứu không có thực lực đan đạo cao thâm sẽ không nhìn ra được ha ha đây là bài học ta dạy cho các ngươi tuyệt đối không nên đắc tội một vị đan sư lang hàn tươi cười hài lòng Hắn đã dùng hợp ngưng hóa tể dung vào bên trong thủy tinh nguyên, tiếp đó, hắn suy nghĩ làm sao bán cho Bàng gia. Việc này cực kỳ đơn giản, Lăng Hàn đi tới Thanh Linh Thành, nơi này là tổ địa của Bàng gia, Bàng gia chính là chúa tể trong Thanh Linh Thành. Thay đổi hình dạng và tướng mạo của mình, Lăng Hàn liền đi tới phòng đấu giá, hắn lấy ra viên thủy tinh nguyên, biểu thị muốn đấu giá. Việc này cũng làm phòng đấu giá chấn động, thủy tinh nguyên đấy, tầm bí cảnh phổ thông phải chiến đấu suốt mấy trăm năm, hơn nữa còn phải bảo đảm không chết còn phải không ra khỏi hàn thủy hồ mới có thể tạo thành, thứ này chân quý ra sao. Cường giả trên tiên đồ không đặt trong lòng nhưng với tầm bí cảnh lại là thứ cực kỳ chân quý, có thể mở ra càng nhiều gông cùm xiềng xích, xông lên phàm cảnh cực hạn. Đặc biệt đối với thiên tài, thứ này chân quý không gì sánh được. Đáng tiếc, chỉ có một phần thủy tinh nguyên, nếu như có thêm ngũ hành tinh nguyên khác, lúc bán ra sẽ có giá cao hơn. Phòng đấu giá lúc này biểu thị sẽ mau chóng mở đấu giá, cũng đặt thủy tinh nguyên làm vật phẩm áp trục, Lăng Hàn chờ trong thành hai ngày, bàng ra phái người tìm hắn. Đó là một nam tử trung niên, trực tiếp xông vào phòng của Lăng Hàn, trên mặt lộ ra dáng vẻ ngạo mạn. Tiểu tử, nghe nói người đấu giá một phần thủy tinh nguyên. Hắn nhìn Lăng Hàn, nói, đi hủy bỏ đấu giá, ta muốn. Lăng Hàn đã sớm thu bảy tiểu hoa nhi và đường vân nhi vào trong dưỡng nguyên hồ lô, tránh bại lộ thân phận của hắn, hắn cố ý lộ ra vẻ mặt không hiểu, nói. Các hạ, nếu người cần thủy tinh nguyên, đại khái có thể đi tham gia đấu giá, chỉ cần tài lực đầy đủ tự nhiên có thể thu được ngươi không muốn bán cho ta sao nam tử trung niên lạnh lùng nói lang hàn lắc đầu ta đã giao cho phòng đấu giá đấu giá nếu đột nhiên hủy bỏ như vậy ta biến thành kẻ không đáng tin ngươi có biết ta là ai không nam tử trung niên lạnh lùng nói ngươi khẳng định là chó bàng gia bằng không tại sao lớn lối như thế lang hàn nói thầm một câu như vậy trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt ngươi là ai ta tên là bàng lễ là người bàng gia Nam tử trung niên ngạo mạn nói, Lam Hàn cười lạnh, chỉ là tầm bí cảnh, có cái gì mà ngông cuồng. Nhưng mà cũng phải, dù sao bàng gia chính là thế lực sinh đan cảnh nhưng cường giả tiên đồ cũng không phải vừa nắm là một bó to, nhiều nhất khẳng định chính là tộc nhân phàm cảnh. Hắn cười cười, hóa ra là người nhà họ Bàng, thất kính, ta vẫn câu nói cũ, ta không muốn làm người thất tín. Chương 4067, cướp đoạt, ngươi, Bàng Lễ giận dữ, hắn muốn xuất thủ nhưng lại nhịn xuống. Tiểu tử, ngươi nhất định muốn biến việc đơn giản thành phức tạp sao? Lăng hàn giả vờ làm thái điểu mới bước ra đời. Thế nào, ta không bán, chẳng lẽ các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Bàng lễ cười ha ha. Không, bàng ra chúng ta làm sao lại làm chuyện trắng trợn cướp đoạt chứ? chí ít trong thanh linh thành sẽ không, mặc dù là địa bàn của bọn họ nhưng ra bên ngoài, bọn họ cần phải cho ra công đạo, bằng không còn ai dám đến thanh linh thành làm ăn. Vậy các ngươi muốn làm gì? Lăng hàn hỏi bàng lễ cười ha ha đến lúc đó ngươi sẽ biết ai bảo ngươi nhất định ngu xuẩn như thế về sau ngươi sẽ hối hận nếu hôm nay đáp ứng yêu cầu của ta thì tốt rồi ta không tin lăng hàn quả quyết nói dáng vẻ thanh niên ngây thơ rất sống động bàng lễ hừ một tiếng nghênh ngang rời đi một ngày sau đấu giá bắt đầu lăng hàn tự nhiên cũng tham gia nếu có vật gì tốt hắn cũng tham gia mua dưới tiên đồ tiền tệ thông dụng là ngọc tử đến cấp bậc tiên đồ tiền tệ thông dụng thì là đạo thạch Lăng Hàn chỉ có thể lực bất tòng tâm, mặc dù hắn từng có ba viên nhưng đều dùng vào khôi lỗi chiến tranh. Nhưng nơi này không có bán thứ gì tốt, hắn chỉ xem náo nhiệt. Cuối cùng, quả nhiên thủy tinh nguyên là vật phẩm áp trục. Giá quy định 100 ngọc tử, đấu giá sư nói, 100 ngọc tử, Lăng Hàn cười lạnh, lúc trước hắn đã bàn với phòng đấu giá, đối phương nói đấu giá sẽ dùng đạo thạch. Mặc dù cho tầm bí cảnh dùng nhưng ý nghĩa quá mức bất phàm, cho nên phải dùng đạo thạch mua bán hiện tại chẳng những đổi dùng ngọc tử hơn nữa chỉ dùng 100 ngọc tử ha ha không cần phải nói khẳng định là bàng gia dở cho quỷ nếu như lăng hàn thật sự muốn đấu giá viên thủy tinh nguyên này hắn hiện tại sẽ tranh cãi nhưng bây giờ hắn chỉ cười lạnh bàng gia a à, bàng gia hiện tại các ngươi chiếm tiện nghi về sau sẽ biết mình ăn bao nhiêu thua thiệt bàng gia bắt đầu luyện chế ngũ hành tạo hóa đan vậy khẳng định đã đạt được bốn loại tinh nguyên khác kết quả năm phần vật phẩm luyện chế biến thành phế phẩm thậm chí sẽ làm cho tên thiên tài bảng ra ăn vào gặp các loại phiền toái khó lường. Hắn rất chờ mong, 100 ngọc tử, có người dơ bảng, 100 ngọc tử, có người tăng giá cao hơn hay không? Đấu giá sư lớn tiếng kêu lên, có người nào tăng giá hay không? 100 ngọc tử một lần, 100 ngọc tử hai lần, 100 ngọc tử ba lần, thành giao. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát, vật phẩm áp trục được bán với giá cao 100 ngọc tử. Không phải chuyện cười lớn sao? cho dù lăng hàn biết bàng gia vô sỉ nhưng tướng ăn như vậy quá khó coi khó trách bàng gia một đời không bằng một đời lòng dạ như thế có thể làm đại sự gì lăng hàn giận dữ rời đi khi hắn đi ra ngoài phòng đấu giá bàng lễ đang chờ hắn người trẻ tuổi hiện tại hối hận chưa bàng lễ cười ha ha hắn vô cùng đắc ý lăng hàn cắn răng các ngươi khinh người quá đáng không sợ gây nên công phẫn sao lời này là ngươi nói chúng ta một không có cướp hai không có trộm tại sao gây nên công phẫn. Bàng lễ cười nói, ngươi không phục sao, lăng hàn hừ một tiếng, quay đầu liền đi, chậm đã, bàng lễ nói, xoát, hắn ném ra một cái túi. Đây là một trăm ngọc tử của ngươi, đừng quên cầm, sau đó cút ra khỏi thanh linh thành, vĩnh viễn đừng tới đây. Đương nhiên lăng hàn sẽ không nhặt, hiện tại hắn diễn cảnh thiếu niên quật cường không có kinh nghiệm sống. Ha 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 ha, sau lưng, bàng lễ cười rất phách lối. Khi đã đi thật xa, Lăng Hàn lại lộ ra nụ cười, mình đã trôn xuống, cũng không biết lúc nào sẽ phát nổ. Đến lúc đó, không biết bàng lễ, bàng gia sẽ có biểu lộ như thế nào. Ha ha, Lăng Hàn đi tới rừng rậm thiết ngọc, trong ngũ hành, đây là nơi có thể dựng dục ra một tinh nguyên. Ba ngày sau, Lăng Hàn đi tới nơi, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, có nên nhờ bảy tiểu hoa nhi hỗ trợ hay không, bởi vì các nàng có khả năng làm lộ thân phận của mình. Nhưng nghĩ lại, đám tiểu hoa nhi xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ không kỳ quái hay sao? Lại nói, cho dù cho người bằng, lôi biết cũng không có gì, cùng lắm thì lại phái người tới, hắn cần sợ hãi sao? Sau khi ăn thua thiệt một lần, hắn không có khả năng lại dính bẫy lần thứ hai, lại nói, tình huống rừng rậm thiết mộc cũng không giống lúc trước. lang Hàn ngụy trang thành tàn giả, hắn và bảy tiểu hoa nhi chia ra hành động, hiện tại hắn chuyên tâm đánh quái, có thể không gây phiền toái, không gây sự với ai. Rừng rậm thiết mộc rất lớn, lớn gấp 10 lần Hàn Thủy Hồ nhưng cân nhắc Hàn Thủy Hồ là không gian lập thể, hơn nữa chiều sâu hơn vạn trượng, so với nơi này, Hàn Thủy Hồ cũng không nhỏ hơn chút nào. lang Hàn và đám tiểu oa nhi chia ra hành động, ước định cách 5 ngày gặp nhau một lần. Tiểu La Lị bị Lăng Hàn thu vào trong hồ lô, nhà đầu này dễ dàng làm bại lộ thân phận Lăng Hàn nhất. Đối với chuyện này, đương nhiên Đường Vân Nhi sẽ kháng nghị nhưng không chịu nổi Lăng Hàn bạo lực, bị nhét vào trong hồ lô. Lăng Hàn bước đi thật nhanh, hắn muốn nhanh chóng tìm một Tinh Hoa. Lại dung hợp thành một tinh nguyên Một tinh hoa, đương nhiên đến từ một nguyên tố sinh linh Phần lớn là thụ nhân biết giết người Bình thường sẽ biến thành cây bình thường Cũng không khác gì các cây cối khác Nhưng nếu như động thủ hay nhận lấy công kích Nó sẽ nhổ dễ ra khỏi đất và tấn công người đó Trừ việc này ra, trong rừng rậm còn có yêu thú chưa có linh trí Đây cũng là một đại uy hiếp Mặt khác chính là những người cùng thu thập một tinh hoa Trên thực tế, những kẻ này mới là nguy hiểm nhất Lăng hàn phát động nhãn thuật hắn có thể dò xét đâu là thụ nhân, đâu là cây bình thường, hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Sau khi đi một hồi, rốt cục hắn phát hiện mục tiêu thứ nhất. Đó là một cây đại thụ cao chừng 30 trượng, thân cây lớn năm sáu người trưởng thành ôm mới hết, Lăng Hàn nhìn thấy sinh mệnh tinh khí bàng bạc, lại không hợp với cây cối chung quanh. Lăng Hàn sẽ không lập tức phát động công kích, hắn tìm nơi ngồi xuống. Mặc dù hắn nhìn như thả lỏng, hắn lại sớm mở thần ý quan sát. Hắn nhìn thấy đại thụ rũi một nhánh cây ra, nhánh cây đang tới gần hắn, bỗng nhiên ra tốc, nhanh như thiểm điện, muốn cuốn lấy hắn. Lăng Hàn lập tức tránh né, tránh thoát đại thụ công kích. Oanh, lúc này đại thụ cũng không còn ngụy trang, nó nhổ đất đứng lên, thân thể cao vài chục trường. Lăng Hàn chủ động xuất thủ, hắn phát động tần suất công kích tấn công đại thụ, đấm ra một quyền ẩn chứa 70 trọng lực chồng lên nhau. Thụ nhân vội vàng thu cành ngăn cản, ầm, chỉ một kích, nhánh cây tan rã, còn lan tràn tới chủ thân của nó, ba, 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 chủ thân của nó không ngừng phát ra tiếng nổ, vỡ thành nhiều đoạn. Lực phá hoại của Lăng Hàn hiện tại quá kinh khủng, một quyền đánh thụ nhân thành mấy chục đoạn. Đây mới là uy lực yêu hầu quyền chân chính sao? Lăng Hàn cảm thán nói, chương 4068, quả nổ tung. Thụ nhân vỡ nát, ở gần gốc cây có một tia sáng, nhìn kỹ, đó là một giọt chất lỏng màu xanh, nhỏ đến thương cảm. Một tinh hoa, Lăng Hàn thu một tinh hoa, tiếp tục đi tìm thụ nhân mới. Hắn vốn cho rằng thụ nhân là thực vật hệ, trời sinh tính đạm bạc, cho nên hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ phát động công kích, bởi vì không giải thích được liền giết đối phương, việc này không hợp với đạo của Lăng Hàn. Nhưng bây giờ thụ nhân đã hung ác như thế, Lăng Hàn có thể giết mà không cần lo gánh nặng trong lòng. Hắn tìm kiếm thụ nhân mới, sau đó không khách khí xuất thủ diệt sát. Nửa ngày xuống hắn thu hoạch không nhỏ nhưng hiệu suất vẫn không thể so sánh với cực diếm cốc nhưng tốt hơn hàn thủy hồ rất nhiều nhưng hắn đạt được kỳ ngộ trong hàn thủy hồ cũng chỉ tốn thời gian 2 tháng mà thôi. Nơi này có khả năng phải mất 4 tháng, thậm chí còn dài hơn một chút. Lăng Hàn chỉ có thể chờ đợi, hắn có thể gặp được một gốc thụ nhân vương, khi đó có thể thu hoạch nhiều. Ngày thứ hai, mặt trời mới lên, Lăng Hàn đầu tiên gọi tiểu la lị ra tu luyện, sau đó ăn cơm. Nhân thời điểm tu luyện hiện tại, lần này hắn lại mở ra chín cái khiếu huyệt, con đường tu luyện tiến thêm một bước. Lăng Hàn tiếp tục hành động, đương nhiên đánh quái là chuyện phi thường khô khan nhưng không có cách nào, vì cường đại về sau, hắn nhất định phải trải qua khô khan và tịch mịch. Tiểu tử, dừng lại, hắn vừa mới đi không bao lâu, liền bị người ta gọi lại. Đối phương là một tuổi nam tử trung niên khoảng 40, tay cầm một cây đao, dáng vẻ rất hung ác. Sao một tinh hoa ra đây, nếu không chết, nam tử kia vung vẩy cây đao trong tay. Lăng Hàn lộ ra nụ cười cổ quái, người muốn ăn cướp ta, bớt nói nhảm, a à, một lát sau, trung niên nam tử kia khóc lóc, tiểu tử trời đánh, chẳng những cướp sạch của hắn, lại còn cướp y phục của hắn sạch sẽ, còn treo hắn trên cây, chỉ cần có người đi qua, như vậy có thể thưởng thức chim sẻ non của hắn. Mắc cỡ chết người, Lăng Hàn quyết định đi ăn cướp những người khác, đây mới là con đường làm giàu nhanh chóng nhất. Hơn nữa, đánh thụ nhân ở chỗ này đều là người bàng ra thuê. Hắn bận bịu nhìn thấy thụ nhân thì đánh thụ nhân, nhìn thấy võ giả thì cướp sạch võ giả, có đôi khi còn đánh yêu thú, sinh hoạt đặc sắc hơn trước kia nhiều. Lúc này đã qua 20 ngày, Lăng Hàn thu hoạch rất nhiều mục tinh hoa, cũng mở ra 63 cái khiếu huyệt. Hắn xuyên qua trong rừng rậm, tìm kiếm con mồi. Hả, hắn có phát hiện, phía trước có một gốc đại thụ to lớn, chỉ ít cũng có cao hơn trăm trượng, tán cây rất to lớn, có thể nói là hạc giữa bầy gà trong khu rừng này. Thụ nhân vương, Lăng Hàn mừng rỡ, đúng là tồn tại thụ nhân vương. Nghĩ cùng đừng nghĩ, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy bên phải cách hắn không xa đang có một tên nam tử trẻ tuổi đeo kiếm đứng đó, hai tay bắt chéo sau lưng, tràn ngập hương vị trang bức. Mặc dù Lăng Hàn cũng thích trang bức nhưng nhìn thấy người này, hắn cảm thấy khó chịu. Cây này là nhà ngươi trồng, Lăng Hàn hỏi, không nên nói lại nhảy, nam tử đeo kiếm nói, đây là một gốc cây già ngàn năm, không phải ngươi có thể đối phó, đừng đi chịu chết. Đàng hoàng đứng ở bên cạnh nhìn, chờ ta giết nó, lấy đi thụ tâm, người tự nhiên có thể đạt được một tinh hoa. a à, rất chiếu cố nha, lăng hàn nhìn đại thụ kia, đúng là lão quái vật ngàn năm. Hắn cười nói, nếu nó đã sống ngàn năm, hiển nhiên rất biết bảo mệnh, người chưa hẳn chơi được. Hừ, người không cần quản, nam tử đeo kiếm đi về phía trước, hắn rút kiếm ra, tự nhiên có khí lưu cường đại lưu truyền, mười phần bất phàm. Xeo, đúng lúc này, trên hòe thụ xuất hiện một bóng dáng tấn công nam tử đeo kiếm. Lang Hàn quan sát cẩn thận, đó là một quả trái cây. cây hòe già muốn tiên hạ thủ vi cường sao? Nam tử đeo kiếm cũng nhìn thấy, hắn xuất kiếm, xoát, kiếm quang xẹt qua, quả trái cây bị chém thành hai nửa, đây chỉ là bắt đầu, oanh, hai nửa trái cây nổ tung. Sóng năng lượng tuôn trào, nam tử đeo kiếm lập tức bay ra ngoài, hắn ho ra máu. Khốn kiếp, đây là cái gì, quả nổ tung sao? Lang Hàn nghĩ đến Phiêu Miểu Phong, ruộng rau nơi đó cũng có loại trái cây nổ tung này, cái gì dưa hấu, dây mướp, nho, tất cả đều là đại sát khí có lực phá hoại kinh người. Không nghĩ tới lại gặp ở nơi này, nếu là cây hòe già ngàn năm, tiến hóa ra sát chiêu như vậy cũng không kỳ lạ. Chi chi chi, trên cành cây hòe già có một con sóc màu tím, hai cái chân trước nhỏ cầm trái cây, nó đang nhìn xuống phía dưới và kêu vang, dáng vẻ vô cùng tức giận. A, à, chẳng lẽ con sóc vừa ném trái cây sao? Chờ chút, Lăng Hàn suy nghĩ lộn xộn, đây không phải cây hòe sao, ngươi là một con sóc chạy lên cây hòe làm gì? Ngươi không ăn hạt thông quả hạch, đổi nghề sao? Xèo, con sóc tím giơ hai móng vuốt nhỏ lên cao cao, sau đó ném trái cây về phía nam tử đeo kiếm bên dưới. Nam tử đeo kiếm ăn thua thiệt một lần, đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, vội vàng lao đi, hắn né tránh trái cây. Oanh, trái cây đập xuống đất, lập tức tạo thành nổ lớn, năng lượng kinh khủng bộc phát, Lăng Hàn đứng rất xa cũng bị ảnh hưởng. Chi 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 con sóc tím nhảy nhót tương bừng, dường như đang nói, đây chính là địa bàn của nó, các ngươi đừng mơ tưởng xâm chiếm. Lại ném thêm trái cây nổ tung, đây chính là nguyên nhân cây hòe già có thể sống hơn ngàn năm mà không bị đánh ngã. Nam tử đeo kiếm hừ một tiếng, hắn xuất kích lần nữa, thân thể như rồng. Hiu hiu hiu, sóc con không ngừng ném trái cây, không có quả nào trúng, mắt thấy hắn sắp leo lên cây hòe, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, hơn trăm trái cây rơi xuống. Đây quả thực là mưa trái cây, lít nha lít nhít, căn bản không thể tránh né đeo kiếm nam vội vàng quay người lại hắn lui về phía sau rầm 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 trái cây nổ tung tạo thành sóng năng lượng đáng sợ trên cây từng con sóc xông ra đếm một chút chỉ ít cũng có trên trăm con vừa rồi chính bọn chúng ném trái cây cũng ép nam tử đeo kiếm rút lui nhưng trừ con sóc đầu tiên ra các con sóc còn lại có lông màu xám con sóc tím vô cùng bắt mắt nó là dị chủng hay sao ta nói rồi cần giúp một tay không Lăng Hàn hỏi nam tử đeo kiếm, không cần, nam tử kia cắn răng nói, như vậy cũng không liên quan, Lăng Hàn sẽ không nghe đối phương, hắn lao thẳng về phía cây hoè già. Ta nói, người đứng bên cạnh nhìn, nam tử đeo kiếm quát lớn, hắn đuổi theo Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vung quyền tấn công nam tử đeo kiếm. Oanh, lực lượng cuồn cuộn phun trào, cực kỳ đáng sợ. Nam tử kia kinh hãi, không nghĩ tới lực lượng Lăng Hàn mạnh như vậy, hắn dùng một đạo kiếm khí phá giải, kiếm pháp của hắn tương đối cao minh, cũng đánh nát một quyền của Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn đã vượt lên phía trước, chương 4069, cây hòe già ngàn năm. Hiu hiu hiu, đám sóc tấn công Lăng Hàn, vô số trái cây rơi xuống. Lăng Hàn xuất thủ, hai tay uốn lượn, lực lượng nhu hòa nâng trái cây, sau đó hắn ném sang một bên, oanh, 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 tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, không có trái cây nào nổ chúng Lăng Hàn. Nam tử đeo kiếm nháy mắt vài lần, Lăng Hàn làm nhìn như nhẹ nhõm nhưng cần lực khống chế đạt tới mức hoàn mỹ, dùng nhu lực bao phủ trái cây, nếu có chút sai lầm, trái cây sẽ nổ tung. Trình độ khống chế lực lượng hoàn mỹ như vậy, người này chính là quái vật. Hắn vội vàng giữ vững tinh thần, cũng xuất kích, Lăng Hàn đã tiếp cận thân cây, hắn lao tới, chân đạp vào thân cây, hưu hưu hưu, hắn lao thẳng về tán cây. Chi chi chi, đám sóc hoảng hốt, chúng vội vàng ném trái cây, Lăng Hàn không ngừng xuất trưởng, nhu lực bộc phát, cũng bao phủ từng quả trái cây và ném ra ngoài. Ngươi ném đi nơi nào? Bên dưới, nam tử đeo kiếm giống to, trái cây bị Lang Hàn hóa giải có vài quả bay về phía hắn. Lang Hàn cười to, ta không cố ý, ta xem ngươi chính là cố ý. Nam tử đeo kiếm tức giận, hắn có thể kết luận Lang Hàn tuyệt đối có năng lực khống chế phương hướng ném trái cây, lại cố ý dẫn mấy quả ném về phía mình, khẳng định là đối phương cố ý. Hết lần này tới lần khác, hắn không có chứng cứ để chỉ trích hơn nữa ai bảo hắn đi theo đằng sau lăng hàn kỳ thật hắn có thể chọn hướng khác nhưng hắn khẳng định sẽ tiếp nhận càng nhiều trái cây công kích không giống hiện tại có lăng hàn hấp dẫn tất cả hỏa lực hắn chỉ cần lưu ý lăng hàn không cẩn thận ném trái cây tới mà thôi lựa chọn như thế nào đơn giản hơn rất nhiều lăng hàn đã tiếp cận tán cây đám sóc đã bỏ chạy tán loạn hắn ngẩn ngơ không phải các ngươi lúc trước hung ác lắm sao vì sao hiện tại lại sợ rồi lăng hàn đứng trên một nhánh cây mặc dù chỉ là phân nhánh nhưng cực kỳ tráng kiệt, đám sóc đã chạy trốn không thấy bóng dáng đối với những quỷ nhát gan kia lăng hàn không có hứng thú đuổi theo xeo nam tử đeo kiếm cũng nhảy tới hắn nhìn lăng hàn ánh mắt hết sức phức tạp ngay từ đầu hắn còn xem thường lăng hàn chỉ trong nháy mắt hắn lại nhờ vào lăng hàn mới có thể leo lên cây hắn hơi mất mặt thua thiệt hắn còn là cường giả trúc cơ đấy ta thiếu ngươi một cái nhân tình hắn nói dừng một chút lại nói ta tên là thẩm hàn vân lăng hàn cũng không quay đầu lại chỉ gật đầu hắn cảm thấy kỳ quái nếu chỉ có đại quân sóc ném trái cây uy lực rất mạnh nhưng có thể bảo vệ gốc cây già sống ngàn năm sao oanh đúng lúc này thân cây phát ra tiếng nổ lực lượng chấn động mạnh làm lăng hàn rơi từ thân cây xuống tình huống như thế nào không chỉ lăng hàn thẩm hàn vân cũng như thế cũng rơi ra khỏi thân cây ầm um, ầm um, hai người đều rơi xuống đất còn tốt với thực lực của bọn họ ngã từ trên cao trăm trượng xuống đất cũng không bị thương Bọn họ cũng không tức giận, chỉ ngơ ngác nhìn lên. Gốc cây hoè nhổ đất đứng dậy, tán cây to lớn thay đổi, đã biến hình, vô số cành cây quấn vào nhau, hóa thành 10 cánh tay cực kỳ tráng kiện. Chi chi chi, đám sóc ló đầu ra khỏi tán cây, mỗi con rất hưng phấn, cây già phát huy, lần này có thể tận diệt người xâm nhập. Oanh, cây già xuất thủ, hai cánh tay to lớn phân biệt tấn công Lăng Hàn và Thẩm Hàn Vân. Lăng Hàn rất yên tâm, cây hoè già đã sống ngàn năm, bởi vì chính nó có được thực lực cường đại, cũng không phải chỉ dựa vào đám sóc kia nó dùng cánh tay tấn công cũng nói rõ đã dùng đến át chủ bài lang hàn giơ nắm đấm lên va chạm với cành cây ầm dưới một kích kia lang hàn bị đánh vào trong bùn thẩm hàn vân xuất kiếm oanh có hỏa diễm lóe sáng công kích tạo thành uy hiếp lên cành cây cây già vội vàng thu tay nhưng kình khí tạo thành gió lốc rất mạnh cũng dập tắt hỏa diễm năng lượng bậc cao a à, lực lượng của gốc cây này thật hùng hậu lang hàn xông ra khỏi lòng đất mặc dù hắn không địch lại lực lượng cây hòe già bản thân hắn quá cường đại một kích này làm khí huyết của hắn sôi trào nhưng không đủ làm hắn trọng thương soát 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 thân thể cây hòe già lắc lư vài cái lại có mấy trăm trái cây rơi xuống như trời mưa cực kỳ dày đặc chạy mau thẩm hàn vân kinh hô hắn vội vàng tránh né nếu như tu vi hắn không bị áp chế, mặc dù cây hòe già này mạnh cỡ nào hắn dùng một kiếm liền có thể tùy tiện chém chết nhưng bây giờ hắn nhất định phải cẩn thận bằng không sẽ mất mạng tại đây Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ, trái cây nổ tung gây tổn thương còn lớn hơn cả gốc cây già công kích. Hai người trốn, thân thể vừa mới tránh né, hai nhánh cây hóa thành trưởng đánh tới. A, à, cây già công kích theo bài bản, sợ người sao? Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn dẫn động năng lượng hủy diệt, dù sao lúc một trưởng đánh tới, Thẩm Hàn Vân cũng không nhìn thấy tình huống của hắn. Ầm, um, một trưởng đánh xuống, Lăng Hàn biến mất lần nữa, hắn bị đánh vào trong bùn. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt cây hòe già liên tiếp lui lại, lá cây tán loạn khắp nơi, có không ít nhánh cây rơi xuống đất giống như nhận tổn thương rất nặng. Trường nó đánh vào lăng hàn lại xuất hiện cái lỗ to, dùng vị trí này làm trung tâm, lá cây chung quanh không ngừng khô héo. Năng lượng hủy diệt thật đáng sợ, cho dù cây hòe ngàn năm cũng không gánh nổi. Thẩm hàn vân trợn mắt hốc ngồm, tình huống như thế nào, vì sao lăng hàn đột nhiên mạnh như vậy? Lăng hàn thừa thắng truy kích, hắn vận dụng thiên văn ngọc, trọng lượng áp xúc hoàn tất, xèo, hắn đánh ra ngoài gấp 14 lần vận tốc âm thanh. Cây hòe già phòng ngự rất mạnh, loại sinh linh này có một đặc điểm phổ thông, đó chính là năng lực tiếp nhận đả kích rất mạnh, thậm chí còn không đau không ngứa. Thủ đoạn tốt nhất đối phó bọn chúng, đó là dùng lợi khí chặt đứt, hay là dùng lửa đốt. Nhưng ông trời rất công bằng, cho thụ nhân năng lực phòng ngự siêu cao, cũng tạo ra khuyết điểm chậm chạm cho chúng. Cho dù là cây hòe già ngàn năm, tốc độ của nó cũng không có gì đặc biệt, chỉ ít không có khả năng trốn thoát công kích gấp 14 lần vận tốc âm thanh. Xeo, thiên văn ngọc đánh tới, cây hoè già dùng nhánh cây hóa thành bàn tay ngăn cản, ầm 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 nhưng ngăn không được, một đầu, hai cái, ba đầu, mười mấy cánh tay bị đánh thủng, lực lượng khổng lồ xé rách còn kéo đứt những cánh tay kia. Nhưng nhờ vào những cánh tay ngăn cản, thế đi của thiên văn ngọc đã dừng lại. Thụ nhân phòng ngự mạnh, từ đó có thể thấy được lốm đốm. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, hắn không thể chém giết thụ nhân. Vậy thì tiếp tục, hắn xông lên phía trước, phát động yêu hầu quyền, 70 trọng lực tần suất công kích chương 4070, giao dịch, Tây hòe già rất mạnh, mộc sinh linh, trời sinh lực phòng ngự cường đại, hơn nữa sống lâu ngàn năm, mặc dù không thể đột phá tiên đồ nhưng nó là tồn tại đỉnh cấp trong tầm bí cảnh. Trước mặt nó, đừng nói thiên tài nhất tinh, cho dù là thiên tài nhị tinh cũng không thể chiếm chỗ tốt. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn là thiên tài siêu việt tứ tinh. Hơn nữa, bản thân hắn nắm rất nhiều thủ đoạn, thiên văn ngọc, năng lượng hủy diệt, tần suất công kích, dùng thứ gì cũng giúp chiến lực của hắn gia tăng rất lớn hiện tại đều dùng trên một mục tiêu, việc này kinh khủng cỡ nào. Cây hòe giả gánh không được, co chân bỏ chạy, trên tán cây, những sóc con trên tán cây kêu vang, có con dùng móng vuốt che mặt. Nhân loại thật đáng sợ, tại sao có thể có quái vật như thế? Thẩm Hàn Vân cũng ngạc nhiên, Lăng Hàn biến thành cường đại, hắn không thể nào nghĩ tới. Nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, hắn lập tức chặn đường cây hòe. Hắn nhất định phải đạt được thụ tâm ngàn năm, xoát, kiếm quang xẹt qua, hắn toàn lực ứng phó. Cây hòe già cực sợ lăng hàn, thế mà nó lựa chọn thừa nhận một kích của thẩm hàn vân cũng không muốn dừng bước, nó chạy càng lúc càng nhanh. Phốc, kiếm quang chém lên thân cây hòe, lực phòng ngự cường đại của nó thể hiện ra ngoài, một kích này chém ra một vết ngấn rất sâu, so với thân cây to lớn của nó, vết ngấn sâu này không quan trọng gì. Thẩm hàn vân nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm chấn động, hắn bộc phát lực lượng đáng sợ hơn trước. Báo đột thứ, kiếm khí bay ra ngoài, nó hóa thành một con báo đen và tấn công vào cây hòe già sau khi đánh ra một kiếm, sắc mặt thẩm hàn vân tái nhợt. Một chiêu nà tạo thành phụ tải lớn lên người hắn, phải biết cho dù hắn khôi phục tu vi trúc cơ, một kích này cũng chỉ có thể dùng được mấy lần mà thôi, huống chi hắn dùng tu vi tầm bí cảnh thi triển, ngũ tạng lục phủ của hắn sôi trào, khó chịu không có cách nào hình dung. Nhưng uy lực một kích này cũng là không thể khinh thường, báo đen giống như quái thú viễn cổ, va chạm làm cây hòe té lăn xuống đất. Lăng Hàn đuổi kịp, vận dụng yêu hầu quyền tấn công. Nhưng lần này hắn không dùng năng lượng hủy diệt, như vậy là đủ rồi, tần suất công kích 70 trọng lực trồng lên đã rất mạnh, một kích đánh cây hòe rơi lá cây tán loạn, đương nhiên còn có trái cây rơi ra ngoài. Việc này tương đối nguy hiểm, lực sát thương 10 phần, ngay cả Lăng Hàn cũng cần né tránh, không dám dùng thể phách thừa nhận vụ nổ. Thật sự không đáng, Thẩm Hàn Vân cũng không nhàn rỗi, không ngừng phát động công kích từ bên cạnh, một kiếm lại một kiếm, uy lực cũng không thể khinh thường, cũng tạo thành phiền toái cho cây hòe già sau vài chục chiêu cây hòe lớn gánh không được nó bị đánh thành hai đoạn chi sóc con trên thân cây chạy tán loạn sau khi chạy tới nơi an toàn thì bọn chúng mới xoay người lại chúng tức giận nhìn lăng hàn và thẩm hàn vân nhất là con sóc màu tím gương mặt của nó cực kỳ phong phú thẩm hàn vân hít vào một hơi nói mặc dù ta biết rất quá mức nhưng ta vẫn phải nói ta cần thụ tâm ngàn năm ngươi có lẽ tới đây không vì thụ tâm ngàn năm mà là vì mục tinh nguyên đúng không hắn dừng một chút lại nói Lăng Hàn gật gật đầu, không sai, như vậy cũng dễ làm. Thẩm Hàn Vân nói, ta dùng một tinh nguyên trao đổi với ngươi. a à, Lăng Hàn kinh ngạc, đối phương lại có một tinh nguyên. Thật hay giả, Thẩm Hàn Vân giải thích nói, đây không phải lần đầu ta tới rừng rậm thiết mộc, lần trước tới đây, ta kiếm được rất nhiều mộc nguyên tinh, góp nhặt không ít mộc tinh hoa, lại thêm đánh cướp người khác. Có mấy người mang theo không ít mộc tinh hoa, đều bị ta thu thập, đúng lúc ngưng tụ ra một phần mộc tinh nguyên. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, tốt đổi nhưng mà ta không mang theo một tinh nguyên người cần theo ta quay về thẩm hàn vân lại nói đi một chuyến như vậy sẽ không mất thời gian vài tháng cho nên vẫn có lời đi Lăng hàn gật đầu nếu đối phương chơi xấu vậy hắn còn có thể bảo đường vân nhi đi ra tiểu nha đầu bằng vào chiến giáp đủ để địch nổi cường giả trúc cực cơ thẩm hàn vân vui mừng hắn vội vàng đào thủ tâm cây hòe ngàn năm sinh mệnh lực bàng bạc thủ tâm của nó cũng có sức sống cường đại là thuốc bổ cực tốt Đương nhiên, đó là đối với thân thể phàm cảnh, nếu không, Thẩm Hàn Vân sẽ không nhìn cây hòe ngàn năm một cái. Bọn họ đi ngoài rừng rậm, chờ hai ngày sau, đám tiểu hoa nhi nhao nhao trở về, biết được Lăng Hàn đã nhanh chóng thu được một phần mục tinh nguyên, bọn họ rất ngạc nhiên. Vận khí của phụ thân quá tốt, để cho an toàn, Lăng Hàn bảo lục hoa lưu tại trong rừng rậm, đảm bảo những mục tinh hoa kia, tránh đi không một chuyến, cũng lãng phí cố gắng của bọn họ. Không thể không phòng người, dù sao Thẩm Hàn Vân cũng không nhìn thấy Lục Oa sẽ không tạo thành xấu hổ. Bọn họ rời khỏi rừng rậm thiết mộc, chạy tới cố hương của Thẩm Hàn Vân. Thẩm Hàn Vân là trúc cơ cảnh, hơn nữa chiến lực không tầm thường nhưng làm người mười phần điệu thấp, thanh danh không hiển hách. Cố hương của hắn là trương gia trấn, hắn trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được thụ tâm ngàn năm là vì cứu một người. Nữ, Đường Vân Nhi lập tức hỏi, đúng là tiểu quỷ, lang hàn thừa dịp Thẩm Hàn Vân không chú ý liền thả nàng ra ngoài xem như bảy tiểu quỷ cùng đi với nhau, ra ngoài đánh một nguyên tố sinh linh. Thẩm Hàn Vân gật đầu, hắn buồn bực, không thích nói chuyện. Ngươi thích nàng, tiểu la lị lại hỏi. Thẩm Hàn Vân không có trả lời, trên mặt lộ ra vẻ mặt ôn nhu. Nhất định là như thế, Lăng Hàn lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới gia hỏa này lại có nhu tình như thế. Sau khi đi vào trương gia trấn, Thẩm Hàn Vân xe nhẹ đường quen, dẫn theo bọn họ đi vào căn nhà yêu nhã. Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, Thẩm Hàn Vân kêu lên, không có người trả lời. Căn nhà rất lớn, Thẩm Hàn Vân đi tìm kiếm từng phòng, sắc mặt hắn lạnh lùng như băng. Không tìm được người, Lang huynh đệ, đây là một tinh nguyên của ngươi. Hắn ném cho Lang Hàn một viên cầu màu xanh, tràn ngập khí tức sinh mệnh, thứ này được giấu trong sân. Lang Hàn tiếp nhận, cũng không có nhìn kỹ, hắn thu xong và nói. Ra ngoài tìm người hỏi thăm một chút đi, ừm, Thẩm Hàn Vân gật đầu, hắn cũng quan tâm bị loạn, luống cuống tay chân bọn họ tìm hàng xóm nghe ngóng tình huống cũng nhanh chóng tìm ra tung tích của đối phương đối phương đi trầm xa cốc lang hàn vốn cho rằng có ác bá bắt phương nguyệt cô nương đi tiếp theo chính là thẩm hàn vân đại phát thần uy giết ác bá cứu hồng nhan sau đó là một đống tình tiết máu chó không nghĩ tới người ta lại tự mình tiến vào trầm xa cốc nơi này rất nguy hiểm có thật nhiều lưu sa hố nếu là không cẩn thận dẫm vào sẽ lập tức rơi xuống cát vàng bao trùm cho dù thế nào cũng không thể sống sót cho nên dù là tầm bí cảnh đi vào cũng rất nguy hiểm. Bọn họ lại vội vàng tiến đến trầm xa cốc, nhiều người, tìm người dễ hơn một ít. Địa phương không xa, bọn họ chạy tới rất nhanh, sau đó chia ra hành động, người đến đây sẽ lưu lại vết tích, cho nên nếu gặp được một cô nương trẻ tuổi, như vậy nhất định chính là triệu phương nguyệt triệu cô nương. Lăng Hàn đi một hồi, hắn nhanh chóng phát hiện một nữ tử áo xanh ngồi trên tảng đá. chương 4071, tỉnh tay ba. Vị này chính là triệu phương nguyệt triệu cô nương sao? lăng hàn thét dài hắn vừa triệu tập đám người vừa hỏi triệu cô nương nữ tử kia quay đầu một gượng mặt xinh xắn xuất hiện gương mặt lại tái nhợt không còn chút máu lăng hàn cười một tiếng nói ta là bằng hiếu của thẩm hàn vân hắn đã tìm được thủ tâm ngàn năm bệnh của ngươi có thể trị không nên có tâm tìm chết không nghĩ tới vị triệu cô nương lại không vui chỉ lạnh lùng nhìn lăng hàn một chút lúc này quay mặt đi vẻ mặt ngơ ngác a chẳng lẽ tổn thương đầu óc lăng hàn sờ cằm hắn hơi kinh ngạc phản ứng này không thích hợp a à, biết được bệnh của mình có thể trị khỏi nàng không vui mừng sao trong đó có việc gì đó hắn không biết lăng hàn không nói gì dù sao hắn đã phát ra tín hiệu chỉ chờ thẩm hàn vân xuất hiện qua một lúc một bóng người bay tới lăng hàn tràn ngập hâm mộ chúc cơ cảnh có thể bay lướt trên không cảm giác không bị cản trợ cảm giác tự do làm hắn mê luyến không thôi may mắn chính là hắn cách chúc cơ không xa phương nguyệt thẩm hàn vân đáp xuống trên mặt như chút được gánh nặng, hắn bước nhanh tới, ôn nhu nói. Nơi này gió núi lớn, thân thể ngươi không tốt, nên trở về đi. Thẩm Hàn Vân, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không cần quản ta. Triệu Phương Nguyệt lạnh lùng nói, cách nói chuyện như vậy, tuyệt đối không phải tình nhân nói với nhau. Lăng Hàn kinh ngạc nhưng hắn không nói lời nào, hắn đã có được một tinh nguyên, hắn không quan tâm việc dư thừa. Một lát sau, Tiểu La Lị và Sáu Tiểu Hoa Nhi chạy tới. Tình huống như thế nào, Đường Vân Nhi vô cùng hiếu kỳ, tâm tư bát quái bốc cháy. Người mới bao lớn, chỉ tí tuổi đầu đã có tiềm chất nhiều chuyện. Chính mình xem đi, Lang Hàn hạ giọng nói. Một bên khác, Thẩm Hàn Vân đang khuyên Triệu Phương Nguyệt nhưng Triệu Phương Nguyệt không nghe, thái độ của nàng càng ác liệt hơn trước, còn kém cầm thanh kiếm đuổi hắn đi. Tốt, ta đi, người không nên kích động. Thẩm Hàn Vân thỏa hiệp, hắn lấy thuộc tâm ngàn năm ra, hắn đặt bí bảo trong cái hộp ngọc. Đây là thuộc tâm ngàn năm, có thể trị hết bệnh dữ của ngươi, ta đặt nơi này. Nói xong, hắn đánh mắt ra hiệu cho đám người Lăng Hàn rời đi. Lăng Hàn và Đường Vân Nhi các nàng ngây người nhưng cũng không hỏi thăm mà là đi theo hắn rời đi, sau khi rời khỏi sơn cốc, Thẩm Hàn Vân lại chủ động nói. Hắn thích Triệu Phương Nguyệt là sự thật, Triệu cô nương kia lại không thích hắn. Vào mấy năm trước, khi Thẩm Hàn Vân còn chưa bước vào trúc cơ, hắn cầm kiếm đi thiên hạ, vô tình gặp Triệu Phương Nguyệt và một nam tử mã đằng đi với nhau, bọn họ mới quen đã thân, cũng nhanh chóng kết thành bằng hữu. Kịch bản máu chó xuất hiện, hắn và Mã Đằng đều thích Triệu Phương Nguyệt, Triệu Phương Nguyệt lại thiên hướng về Mã Đằng, vì không phá hư hữu nghị của ba người, bọn họ vẫn mạo hiểm và xông xáo. Không bao lâu, thân thể Triệu Phương Nguyệt lại bạo phát tật bệnh, Thẩm Hàn Vân và Mã Đằng đi khắp thiên hạ tìm linh dược chữa cho nàng. Bọn họ nghe nói trầm sa cốc có khả năng có một gốc bảo sâm ngàn năm, lập tức tới đây thử thời vận, kết quả vận khí kém đến không hợp thói thường, chẳng những không có đạt được bảo sâm ngàn năm, bản thân mã đằng rơi vào trong cắt vàng, bị thôn vệ sinh mệnh. Sau chuyện đó, Triệu Phương Nguyệt định cư gần trầm xa cốc, nhớ lại người yêu, Thẩm Hàn Vân đi khắp nơi tìm bảo dược, lúc này mới có chuyện đi vào rừng rậm thiết mộc. Hóa ra người tương tư đơn phương, đường Vân Nhi nhanh mồm nhanh miệng, đúng là dày thối, có biết nói chuyện hay không, người cũng không nên sát muối vết thương người ta chứ. lang Hàn vội vàng kéo tiểu la lị đi, cười ha ha, nói. Thẩm huynh, người có tính toán gì không? Thẩm Hàn Vân ngây ngô, trong tính mạng của hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là tìm linh dược cứu chữa triệu phương nguyệt, hiện tại mục tiêu đã hoàn thành, trong lòng của hắn vô cùng cô đơn. Người ta lại không yêu hắn, không có khả năng song túc song tê với hắn. Hắn im lặng, một lát sau, ánh mắt của hắn dần dần kiên định. Ta muốn tiếp tục du lịch thiên hạ, trở thành kiếm khách xuất sắc nhất. Hắn nói, đây là giấc mộng của hắn, bởi vì Triệu Phương Nguyệt đột nhiên bộc phát trọng bệnh nên mấy năm qua hắn mới chạy đông chạy tây. Hiện tại hắn đã buông tư tình nữ nhi xuống, nhặt lại hào hùng. Lăng Hàn cười hờ hững một tiếng, hắn thấy rõ ràng, Thẩm Hàn Vân cũng không có chân chính buông bỏ Triệu Phương Nguyệt, hiện tại hắn cần một mục tiêu kiên trì, bằng không hắn có khả năng biến thành cái xác không hồn. Lăng huynh đệ, người còn kém mấy loại ngũ hành tinh nguyên. Thẩm Hàn Vân hỏi, Lăng Hàn cảm thấy đột nhiên, người quan tâm chuyện này làm gì. Nhưng mà, hắn vẫn đáp, kim và thổ, tốt, ta sẽ giúp người đạt được hai loại nguyên tố tinh hoa này. Thẩm Hàn Vân gật gật đầu, ta cảm thấy xấu hổ. Lăng Hàn cười nói, hắn tự nhiên hy vọng có một giúp đỡ cường lực thay hắn rút ngắn thời gian thu hoạch ngũ hành tinh nguyên nhưng Thẩm Hàn Vân hiện tại cũng không nợ hắn cái gì. Thẩm Hàn Vân cười một tiếng, nụ cười hơi ngượng ngùng. Ta hiện tại không có việc gì làm, hơn nữa cũng cần thay đổi tâm tình. Hắn chưa thoát khỏi tình cảm dây dưa, cho nên cần làm chút chuyện gì đó quên đi nhớ mong. Được, Lăng Hàn gật đầu, bởi vì Lục Hoa vẫn còn lưu lại trong rừng rậm thiết mộc, Lăng Hàn lại tìm cớ, hắn và Thẩm Hàn Vân chia ra hành động, chờ tụ tập tại sa mạc Hoàng Kim. Sa mạc Hoàng Kim, chính là nơi tìm được kim tinh hoa. Lăng Hàn lại đi tới rừng rậm thiết mộc, dẫn theo Lục Hoa, sau đó bọn họ đi tới sa mạc Hoàng Kim. Cũng may, lần này Tiểu La Lị không tiếp tục đâm vào ai, việc này đã làm Lăng Hàn có bóng ma tâm lý. Sa mạc Hoàng Kim, cũng không phải nói trong sa mạc khắp nơi đều có hoàng kim mà là hạt cát vàng giống như màu của vàng, nhìn sơ qua chẳng khác gì biển vàng, sáng long lanh, có thể làm trói mắt người ta. Vùng sa mạc này rất lớn, hơn nữa rất nóng, ít có thực vật có thể sinh trưởng, thiếu sinh cơ, bởi vậy, người tới nơi đây đều hướng vào kim tinh hoa, thu thập đủ nhiều sẽ dung hợp thành kim tinh nguyên. Phụ thân, lần này chúng ta có thể không lãng phí thời gian hay không? Đám tiểu hoa nhi đều hỏi, các nàng đã uổng phí thời gian hai lần, Lăng Hàn cũng không biết, sờ sờ cầm nói. Có lẽ sẽ không, vận khí của hắn cũng không có tốt như vậy, khó có khả năng luôn đạt được kỳ ngộ. Tốt, vậy thì lại tin tưởng phụ thân một lần. Đám tiểu hoa nhi nhao nhao gật đầu, bọn họ chia ra hành động, cũng hẹn xong mỗi năm ngày về nơi đây hội họp. Lăng Hàn vẫn mang theo tiểu la lị, hai người đi trong sa mạc, chỉ đi vài bước đã làm bọn họ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Không lâu lắm, một con bò cạp lửa chui ra khỏi nham thạch, nó đánh lén hai người Lăng Hàn kết cục đương nhiên rất thảm, bị Lăng Hàn một cước giẫm chết. Lăng Hàn nhe răng trợn mắt, vỏ bò cạp quá cứng, chân của hắn đau đớn. Chương 4072, truyền thuyết thần miếu. Vỏ của bò cạp là kim loại, cho nên đặc biệt kiên cố, Lăng Hàn cũng cảm thấy đau đớn. Bò cạp chết đi, lưu lại một chút xíu kim tinh hoa. Nó chính là hạt cát vàng nhưng còn sáng hơn hạt cát sa mạc nhiều, cho dù ném vào trong cát cũng như hạt giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy. Lăng Hàn thu kim tinh hoa lại, hắn tiếp tục đi tới. Hắn lại trải qua sinh hoạt đánh quái nhàm chán, mỗi ngày lại tìm kiếm kim nguyên tố sinh linh, giết, sau đó thu hoạch kim tinh hoa, cố gắng vì thực lực cường đại sau này. Đã 10 ngày trôi qua, tốc độ tiến cảnh của hắn rất nhanh, hắn lại gặp một tiết điểm, sau khi nhảy qua liền mở thêm 9 khiếu huyệt. Hiện tại, số lượng khiếu huyệt hắn mở ra đạt đến 72 cái. Trên thực tế, phần lớn người đều đột phá tầm bí cảnh trong giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ nhất và thứ ba đều thuộc về số ít có thể mở ẩn huyệt càng ít. Tiến độ hơi chậm, như thế, thời điểm ta luyện ra ngũ hành tạo hóa đan, đoán chừng cũng chưa tu đến tầm bí cảnh cực hạn. Trên thực tế, không phải Lăng Hàn tu luyện chậm mà là tốc độ hắn thu hoạch ngũ hành tinh nguyên quá nhanh, phải biết người bình thường dựa vào bản thân cố gắng, chỉ ít cũng phải mấy trăm năm mới có thể gom đủ ngũ hành tinh nguyên. Hắn thì sao, còn chưa tới nửa năm, trong tay đã nắm giữ ba phần ngũ hành tinh nguyên, so sánh với nhau, tốc độ tu luyện của hắn đương nhiên chậm hơn. Đây là hạnh phúc nhưng cũng là buồn bực, mấy ngày sau, hắn gặp một đám người tìm kim tinh hoa, ban đầu hắn đang dùng cơm, những người kia xông tới bảo hắn giao kim tinh hoa ra, đương nhiên Lăng hẳn sẽ không khách khí, trái lại cướp sạch bọn họ không còn, còn biết được một truyền thuyết trong miệng bọn họ. Sâu trong sa mạc Hoàng Kim có một tòa thần miếu, bên trong cất giấu đại cơ duyên tuyệt thế. Nghề nghiệp của đám người này là tìm kim tinh hoa, bởi vì luôn có thế lực muốn luyện chế ngũ hành tạo hóa đan cho hậu bối. Trong từng vùng đất ngũ hành, rất dễ dàng tìm được người thu mua ngũ hành tinh hoa. Lần này, bọn họ tìm kim tinh hoa bán cho bàng gia mà bọn họ còn có một mục tiêu, đó chính là tòa thần miếu kia. Nhưng thần miếu chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có người thề son sắt nói thấy nó, có thể càng nhiều người chưa từng gặp qua. Hơn nữa ai cũng biết, trong sa mạc có khả năng xuất hiện ảo giác, ai biết những người kia nhìn thấy cái gì. Trong đoàn người này, có một người nói đã từng nhìn thấy tòa thần miếu kia, cũng bởi vì kiên trì của hắn mọi người mới đi tìm tòa thần miếu trong mộng ảo kia, mặc dù bọn họ đã hao phí 30 năm tại đây. Lăng Hàn cũng chỉ nghe mà thôi, mục tiêu hàng đầu của hắn đương nhiên là ngũ hành tạo hóa đan, xây dựng cơ sở của mình tới mức hoàn mỹ, như thế mới có thể đạt tới đỉnh phong. Hắn bỏ qua cho những người này, tiếp tục ăn, tiểu la lị lại hiếu kỳ, nói, Lăng Hàn, người nói chúng ta có thể tìm thấy tòa thần miếu kia không? Bảo sao hay vậy, khả năng là sự thật không cao hơn một thành. Lăng Hàn nói, a, à, tại sao ta lại thấy ngươi không tin? Đường Vân Nhi lắc đầu, nói, ngươi nên tin tưởng ngươi có vận khí nghịch thiên. Lang Hàn cười nói, giống ngươi mấy lần nện chúng người chứ gì? Đường Vân Nhi hồi hộp, lập tức biện luận, ngươi có biết định luật vận khí bảo toàn hay không? Hảo vận đi nhiều, khó tránh khỏi sẽ có chút vận rủi, lúc này mới là hảo vận. Ha ha, tại nơi nào đó trên sa mạc, điện hạ, chúng ta đã ở đây vài chục người, nước trong và đồ ăn đã sắp hết, có nên tạm thời rời đi hay không? Đi ra ngoài tìm tiếp tế một chút. Một lão giả áo xám cung kính hỏi, bọn họ có 8 người, trên đầu đôi áo choàng, lộ ra vẻ thần bí nhưng bây giờ đang ăn uống, cho nên vẫn để lộ gương mặt ra ngoài. Một nhỏ bảy ra, người trẻ tuổi nhìn chừng 20 mấy tuổi, dáng người khôi ngô, môi hồng mắt tinh, mặc dù chỉ ngồi đó nhưng lại có khí tức dọa người. Bảy lão giả tướng mạo khác nhau, bọn họ lại dùng người trẻ tuổi cầm đầu, hơn nữa còn rất kính sợ. Bởi vì người trẻ tuổi kia chính là hoàng chữ Thanh Long hoàng triều địa vị kinh người. Thanh Long Hoàng Triều chính là thế lực cấp giáo chủ nhưng còn có một lão tôn giả tỏa chấn, bởi vậy có thể thống trị một tinh vực, thế lực to lớn kinh người, thế lực lớn như thế, chọn lựa người thừa kế vô cùng cẩn thận. Vì bảo đảm người lãnh đạo nhất định phải là kẻ ưu tú nhất, mỗi một thành viên hoàng gia thể hiện thiên phú của mình, bọn họ đều có thể trở thành hoàng chữ, một khi tu vi không theo kịp hay phạm sai lầm lớn, nhất định sẽ lấy đi danh hiệu hoàng chữ, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng lại trở thành hoàng chữ. Cho nên, Thanh Long Hoàng Triều có khoảng trăm hoàng tử, tuổi tác khác nhau, có hoàng chữ hơn ngàn tuổi, cũng có giống người trẻ tuổi kia, mới hơn 20 tuổi. Hắn tên là Mạnh Dương Thành, trong các hoàng chữ, hắn hiện tại xếp hạng 97, rất thấp nhưng tính cả tuổi của hắn, có thể nói hắn tiền đồ vô lượng. Đúng vậy, Điện Hạ, thần miếu chỉ là tin đồn, ai biết có tồn tại hay không? Lại một lão giả khuyên nhủ, Điện Hạ thân thể quý giá, không bằng do các lão nô tìm kiếm, thật sự phát hiện thần miếu, thông báo Điện Hạ cũng không muộn mạnh dương thành hừ một tiếng nói các ngươi biết cái gì lúc trước thần miếu tự động lui vào sa mạc hoàng kim nhiều năm qua nó vẫn xuất hiện trước mặt người khác đó là bởi vì bản thân nó biết di động chờ các ngươi báo cho ta biết khi đó thức ăn cũng nguội rồi bảy tên lão giả đều kinh ngạc chẳng nhẽ truyền thuyết thần miếu đúng là thật mạnh dương thành mở miệng hắn không tính toán dừng lại nói tiếp ba vạn năm trước phật tộc muốn truyền đạo tại đây bản triều đương nhiên không cho phép Đám người Phật tộc chuyên mê hoặc nhân tâm, nếu tất cả mọi người thành tín đồ của bọn họ, tinh vực này còn là họ mạnh sao? Thái Tổ Hoàng xuất động tất cả cao thủ kịch chiến Phật tộc, mặc dù thành công đánh bại bọn chúng nhưng cũng không thể tiêu diệt toàn bộ, đám người còn sót lại di chuyển thần miếu vào sa mạc Hoàng Kim. Cái gọi là thần miếu chính là phương tiện vượt qua tinh không, bản thân chính là pháp khí cường đại nhưng Thái Tổ Hoàng khẳng định, dù dư nghiệt trốn vào sa mạc, đám người kia đều trọng thương, không bao lâu sẽ chết sạch sẽ. Nhưng mà, bởi vì chiến dịch đó thái tổ hoàng chịu trọng thương chỉ truyền thụ hoàng vị xuống và bế quan chữa thương nếu không lần này ảnh nguyệt hoàng triều xâm lấn chúng ta cũng không đến mức bị động như thế bị mất mấy tư nguyên tinh mạnh dương thành nói sắc mặt âm trầm bảy lão giả không dám nói tiếp nội tâm lại trấn kinh hóa ra truyền thuyết thần miếu không chỉ là thật hơn nữa còn liên lụy tới thái tổ hoàng cũng chính là lão tôn giả nếu lăng hàn ở đây hắn sẽ suy đoán ra một ít chuyện ví dụ như vì cái gì Thanh Long Hoàng Triều không có phái người đi thiên hải tinh quan sát tình huống phong ấn, thì ra bọn họ bị Hoàng Triều khác xâm lấn, đang sứt đầu mẻ chán, nào có tinh lực đi quản một cái lồng giam. chương 4073 phát hiện, Điện Hạ, nếu thần miếu là dư nghiệt Phật tộc lưu lại, vậy ngài khăng khăng đi tìm, bị các hoàng chữ khác tấu lên một bản vạch tội, việc này rất bất lợi với Điện Hạ. Một lão giả khuyên nhủ, Mạnh Dương Thành cười nhạt một tiếng, nếu ta có thể tìm ra thần miếu, đây sẽ là đại công bảy lão giả lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ nhưng mà Mạnh Dương Thành cũng không giải thích. Bởi vì trong thần miếu có truyền thừa Phật tộc, Phật tộc là tồn tại gì? Năm đó đã xuất hiện tổ vương, thống lĩnh một thời đại, Phật tộc truyền thừa bao nhiêu kinh người. Cho dù truyền thừa trong thần miếu không hoàn chỉnh, chỉ có một bộ phận nhưng cũng đủ làm cho thánh nhân động tâm. Lúc trước Thanh Long Hoàng Triều phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, chính là không muốn kinh động đến thánh nhân nhưng lão hoàng đế bị thương nặng, không có cách nào trấn áp đại thế sa mạc hoàng kim thiên địa, chỉ có thể lực bất tòng tâm, vẫn kéo dài đến hiện tại. Mạnh Dương Thành cực kỳ tự tin, hắn nhất định có thể tìm ra thần miếu, bởi vì ai cũng không biết, hắn còn học lén công pháp Phật tộc, mặc dù chỉ là một chút xíu ra lông nhưng tiến vào sa mạc Hoàng Kim, công pháp sẽ cộng minh với thần miếu. Cho nên, hắn nhất định có thể tìm được, lang hàn đánh quái mỗi ngày, bị gió lớn bao phủ, cát vàng ập vào mặt, hơn một tháng qua, hắn như biến thành người khác, tùy tiện nhảy một cái cũng có thể làm hai cân cát rơi ra khỏi người hắn đã chết lặng, cảm thấy muốn ói. Còn may, kim tinh hoa trong tay hắn tăng nhiều, tin tưởng nửa tháng sau, hắn có thể dung hợp thành kim tinh nguyên. Chỉ ít trong vòng 10 năm, ta nhìn thấy sa mạc sẽ đi vòng qua. Trôi qua thời gian lâu như vậy, Lăng Hàn lại mở ra 18 khiếu huyệt, tổng số đạt tới 90. a à, soái ca, là mắt của ta có vấn đề hay phía trước xuất hiện một cái thần miếu. Đột nhiên đường Vân Nhi nói, Lăng Hàn như cái xác không hồn tiến lên phía trước, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, Hắn thật sự nhìn thấy một vài thần miếu sáng rực rỡ, cực kỳ to lớn. Hắn nhìn thoáng qua, vẫn chết lặng, là ảo giác, không cần để ý, nhưng nó rất chân thật. Đường Vân Nhi lại nói, ha ha, Lam Hàn không phản ứng chút nào. Đi rồi, Tiểu La Lị kéo Lam Hàn đi về hướng thần miếu. Đừng nhìn thần miếu ngay trước mặt, bọn họ đi gần nửa ngày nhưng vẫn chưa tiếp cận. Thật sự là ảo giác sao? Tiểu La Lị không vui, nói, tức chết bảo bảo, không chơi. Nàng chui vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô, mặc dù không gian bên trong cũng bị bên ngoài ảnh hưởng, sẽ nóng bức một chút nhưng còn tốt hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Lăng Hàn không phản ứng chút nào, hắn hiện tại sẽ chỉ cần gặp kim nguyên tố sinh linh mới bộc phát sát cơ. Úm, ma, đột nhiên, bên tai Lăng Hàn xuất hiện âm thanh, cũng truyền thẳng vào thần thức, có cảm giác như Hoàng Trung Đại Lữ, làm người tỉnh ngộ, hắn cũng thức tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngác. Đây là Phật âm kệ ngữ, Lăng Hàn dẫm chân, hắn nhìn về phía trước, hắn cũng kinh hãi chẳng lẽ phía trước không phải ảo giác mà là một tòa thần miếu chân chính thần miếu trong truyền thuyết không phải chứ vận khí của hắn tốt cỡ nào vừa tiến vào sa mạc hoàng kim hơn nữa hơn một tháng mà thôi hắn đã gặp được thần miếu mà nhiều người không thể gặp nếu như chỉ dùng mắt nhìn thấy như vậy có thể là ảo giác nhưng lỗ tai cũng nghe thấy kệ ngữ việc này có khác biệt lang hàn phát động chỉ xích thiên nhai thân thể hắn hơi động hắn lại phát hiện khoảng cách mình và thần miếu chẳng những không có rút ngắn, ngược lại càng lúc càng xa. đã xảy ra chuyện gì? hắn phát động nhãn thuật, cẩn thận quan sát. hắn a à một tiếng. đó thật sự là một tòa thần miếu, nhưng khi tia sáng chiếu xạ, bản thân thần miếu lại rất huyền diệu, cho nên chỉ xuất hiện huyễn ảnh. nếu như đi theo hướng thần miếu, như vậy có khả năng cả đời không đến được. phật tộc rất thường treo bên miệng câu nói, bể khổ khôn cùng, khó độ bỉ ngạn. hiện tại, a mặc chính là bể khổ thần miếu chính là bỉ ngạn, ta làm sao độ. Ánh mắt lang hàn lóe sáng, đổi thành người khác thật sự không cách nào nhưng hắn khác biệt, chẳng những nhận được thần thông nhãn thuật, bản thân cũng am hiểu trận pháp, vận dụng cả hai với nhau, lang hàn có thể phá giải thiên địa đại thế. Hắn hành động, không còn đi thẳng tắp, hắn không ngừng biến hóa phương hướng. Thần miếu dần dần tới gần, Phật âm thiện sướng càng lúc càng lớn, thậm chí hắn có thể nhìn thấy từng Phật đã ẩn hiện, đang thi triển kỳ ảo, có thể giáo hóa thế nhân, có thể siêu độ vong hồn, đi trọn vẹn nửa giờ lăng hàn cũng đi tới trước thần miếu rõ ràng tòa thần miếu này cao chừng trăm trượng lăng hàn đứng dưới thần miếu hắn lại có cảm giác mình biến thành nhỏ bé tòa thần miếu này giống như trung tâm vũ trụ to lớn đến mức không nhận ra hắn thấy rõ ràng trên bích họa thần miếu có từng la hán trợn mắt cũng có từng bồ tát dáng vẻ trang nghiêm cũng có phật đà mỉm cười nhặt hoa a à, lăng hàn quay đầu lại hắn nhìn thấy phía sau có tám người tiếp cận kỳ quái nơi này có người tới người cũng có nhãn thuật, người cũng nắm giữ trận pháp. Lăng Hàn không biết, Mạnh Dương Thành còn kinh hãi hơn cả Lăng Hàn. Hắn dựa vào công pháp Phật tộc, sinh ra cộng minh với thần miếu, lúc này mới có thể không chịu mê hoặc, đến nơi này, Lăng Hàn dựa vào cái gì? Ngươi là ai? Mạnh Dương Thành hỏi, ngữ khí bình tĩnh nhưng ẩn chứa ngạo mạn, không có biện pháp, thân phận của hắn bày ra ở đó. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, hắn cần để ý tới sao? Chủ thượng đang hỏi ngươi đấy, một lão giả lập tức quát mắng, Lăng Hàn vẫn không có trả lời, hắn bày ra nắm đấm, thái độ của những người này làm hắn khó chịu, cho nên không phục thì đánh. Chuyện thần miếu quan hệ trọng đại, Mạnh Dương Thành nghĩ nghĩ, nói, giết, diệt khẩu, vâng, điện hạ, bảy tên lão giả nghe lệnh, a à, điện hạ, trên Nguyệt Hoa Tinh chỉ có một Hoàng Triều, gia hỏa này là Hoàng Tử Thanh Long Hoàng Triều. Một lão giả nhảy ra, hắn giết về phía Lăng Hàn, đám lão giả còn lại vây xem, hiển nhiên tràn ngập lòng tin với người kia. Lăng Hàn cũng động sát ý, các người muốn giết ta. Vậy ta sẽ giết các người trước. Hắn trực tiếp sử dụng thân thể làm vũ khí, cũng tấn công lão giả. ầm, um, Lang Lăng Hàn bay đi như viên đạn pháo, căn bản không nhìn lão giả kia phòng ngự, hắn đấm mạnh vào ngực đối phương, sau đó nghe lão giả kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Đám người mạnh dương thành hoảng hốt, bởi vì ngực lão giả kia xẹp xuống giống như một chậu nước rửa mặt khảm vào. Quá khủng khiếp, va chạm mà thôi, có thể đánh cường giả tiên đồ bị thương thành như thế. Đương nhiên, nơi này áp chế tu vi, cho dù như thế cũng là việc rất kinh khủng. Cùng tiến lên, sáu lão giả còn lại quá sợ hãi, vội vàng giết ra ngoài. Trường 4074, liên thể trận. Nhưng mà, có thể làm gì? Lăng Hàn nghênh đón, một đạo sát khí xung kích gặp đến, sáu lão giả chịu ảnh hưởng, người nào cũng ngây ngốc. Hừ, Mạnh Dương Thành xuất thủ, hắn dùng trường tấn công Lăng Hàn lăng hàn đánh ra một quyền hóa giải đương nhiên cũng ảnh hưởng đến công kích của hắn một quyền khác đánh tới mặc dù đánh sáu lão giả bay ra ngoài nhưng cuối cùng lại không tạo thành tổn thương gì không nghĩ tới chiến lược của ngươi kinh người như thế mạnh dương thành hừ một tiếng trên mặt tràn ngập kiêng kỵ đặt ở bên ngoài hắn tùy tiện phất tay là có thể bóp chết lăng hàn nhưng tại nơi này tu vi bị hạn chế hắn chỉ có thể phát huy ra chiến lược tầm bí cảnh lại không có chút nắm chắc nào lăng hàn không có trả lời hắn đáp lại bằng công kích cường đại. Người gây bất lợi cho hắn, hắn xưa nay sẽ không nương tay. Mạnh Dương Thành không còn ngồi xem, cũng gia nhập chiến đoàn, hơn nữa còn là chủ lực, hắn lấy ra một thanh kiếm, thân kiếm màu xanh tỏa ra sát khí đáng sợ, có uy thế không thể hình dung. Đây là hàng nhái thanh long kiếm trí bảo của thanh long Hoàng Triều, thuộc về pháp khí, phần lớn hoàng chữ đều được phân phối. Đừng nhìn là hàng nhái, nó còn lợi hại hơn pháp khí cùng dai. Xoát, một kiếm chém tới, có hư ảnh Thanh Long xuất hiện, dương nanh múa vuốt, kiêu ngạo ngập trời. Sáu tên lão giả phối hợp, bọn họ cũng không tấn công Lăng Hàn, bước chân di chuyển theo tiết điểm kỳ diệu, cũng gia tăng lực lượng cho Mạnh Dương Thành. Đây là trận pháp, Lăng Hàn kinh ngạc, việc này rất kỳ diệu, bảy người liên thủ với nhau, lực lượng dồn cho một người, uy lực còn mạnh hơn bảy người cùng liên thủ với nhau. Kiếm khí chém tới, Thanh Long gào thét, sợ người sao? Lăng Hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền, 70 trọng lực chồng lên nhau hơn nữa còn là tần suất công kích âm lực quyền đánh vào kiếm khí hư ảnh thanh long chấn động và vỡ nát cái gì vẻ mặt mạnh dương thành thay đổi bảy người hợp lực nhưng không thể chấn áp lăng hàn chiến lược của gia hỏa này mạnh đến mức nào thiên tài nhị tinh thậm chí là thiên tài tam tinh nếu hắn biết lăng hàn là khai khiếu cảnh hắn khẳng định sẽ bảo lăng hàn là thiên tài tứ tinh thậm chí ngũ tinh lăng hàn thét dài một tiếng thôi động yêu hầu quyền tấn công mạnh dương thành ngươi quá phách lối Mạnh Dương Thành quát một tiếng, chiến lực của hắn hiện tại không kém hơn Lăng Hàn. Oanh, tay phải hắn bộc phát kiếm khí, tay trái là hóa trưởng, hắn liên tục tấn công Lăng Hàn. Hai người đấu nhau, sau khi sáu người hợp lực với nhau, kỳ thật lực lượng Mạnh Dương Thành còn hơn xa Lăng Hàn nhưng Lăng Hàn nắm giữ tần suất công kích, có thể lấy yếu chống mạnh mà không rơi vào hạ phong. Trong thời gian ngắn, hai người rằng co với nhau, kỳ thật muốn đánh bại Mạnh Dương Thành rất đơn giản, chỉ cần xử lý sáu lão giả trước, đối phương không được rót lực lượng khi đó sẽ yếu đi nhiều. Nhưng Mạnh Dương Thành cũng biết việc này, hắn bảo vệ sáu lão giả khá chặt chẽ, có phần giống gà mẹ đấu diều hâu, Lăng Hàn là diều hâu, sáu lão giả là gà con, Mạnh Dương Thành chính là gà mẹ. Trang diện này vô cùng buồn cười, nếu như tiểu la lị hiện thân, khẳng định sẽ bảo chơi đùa rất vui. Mạnh Dương Thành rất im lặng, thậm chí có cảm giác buồn bực xấu hổ. Hắn chính là Hoàng Chữ Thanh Long Hoàng Triều, thân phận cao thượng cỡ nào nhưng bây giờ một tầm bí cảnh nho nhỏ lại có thể đánh ngang tay với mình, hắn cảm thấy mất mặt. may mắn không có người tiếp cận nơi đây, việc này sẽ không lộ ra ngoài sáng. sát tính của hắn tăng lên. lăng hàn mạnh như thế, hết lần này đến lần khác lại tới nơi này, hắn xem lăng hàn là đại địch. nếu không phải là người phật tộc, lăng hàn là kẻ tranh đoạt cơ duyên với hắn. chết, hắn quát to, bỗng nhiên hít sâu một hơi, thân thể bành trướng, biến thành một cự nhân cao mười trường. oanh, hắn lại xuất một kiếm, kiếm khí thô to như đại thụ, uy lực lớn bao nhiêu. a. À, đây là bí pháp gì? Chiến lực của Mạnh Dương thành tăng vọt, sắc mặt sáu lão giả khó coi, khí huyết thiệt thòi lớn. Bọn họ không ngừng kêu khổ, bởi vì muốn phát động đại chiêu này cần rút ra lực lượng bảy người, như vậy mới miễn cưỡng duy trì trận pháp, nhưng bây giờ thiếu một người, gánh nặng của bọn họ tăng lên rất lớn, tự nhiên không thể chịu đựng nổi. Nhưng không có biện pháp, bí pháp này lấy Mạnh Dương thành làm hạch tâm, hắn nắm giữ quyền chủ động hoàn toàn, chỉ cần hắn không dừng lại, lực lượng sáu người sẽ bị rút đi liên tục. Cho nên bọn họ chỉ có một suy nghĩ mạnh dương thành phải chém giết lăng hàn thật nhanh bằng không bọn họ sẽ thảm oanh 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 mạnh dương thành cực kỳ cương mãnh lực lượng của hắn lại tăng lên rất nhiều lăng hàn sử dụng tần suất công kích cũng không thể hóa giải hoàn toàn hắn hoàn toàn chiếm cứ chủ động một kiếm một trưởng cực kỳ bá đạo lăng hàn hoàn toàn có thể kéo dài thời gian sau này sẽ cường đại như vậy sáu lão giả chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt dạng người như hắn làm sao nguyện ý dùng phương pháp như vậy thủ thắng chẳng lẽ đối kháng chính diện sẽ thắng hay sao lăng hàn thét dài một tiếng sát khí sung kích phát động tấn công mạnh dương thành cho dù dưới trạng thái này mạnh dương thành cũng chịu ảnh hưởng hắn hơi dừng lại hắn có thể khôi phục lại trong nháy mắt nhưng không thể tránh khỏi xuất hiện sơ hở đến rồi lăng hàn sử dụng chiến thần tam thức lúc này thiên địa lấy hắn làm trung tâm năng lượng vô tận hội tụ hắn xuất ra một trường năng lực sôi trào mạnh dương thành sợ hãi hắn muốn tránh nhưng không tránh được chỉ có thể kiên trì liều mạng với Lăng Hàn. Oanh, hắn đánh giáp lá cả với Lăng Hàn, cảm thấy lực lượng của đối phương quá mạnh, cực kỳ đáng sợ. Lúc chống lại một kích cuối cùng, hắn lập tức hoảng sợ, bởi vì Lăng Hàn lại đánh ra kích thứ hai. Làm sao có thể, công kích cuồng bạo như thế, làm sao có thể liên tục sử dụng hai lần. Lực lượng của ngươi là vô hạn sao, thân thể của ngươi là tiên kim đúc thành sao, không sợ vỡ nát. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể kiên trì oanh kích, ầm hắn cảm thấy thân thể chấn động sáu lão giả sau lưng thổ huyết bọn họ là một thể có nhục cùng nhục nhưng việc này chưa kết thúc chiến thần tam thức tự nhiên có tất cả ba chiêu lăng hàn hét lớn một tiếng đánh ra kích thứ ba lần này chính mình gánh không được mạnh dương thành nói thầm trong lòng hắn quyết định thật nhanh tráng sĩ chặt tay cũng đánh tan lực trùng kích này do sáu lão giả phía sau gánh vác hắn là trọng tâm của trận pháp này cũng là người dẫn đạo đương nhiên có thể làm như thế ầm um, lực lượng sôi trào sáu tên lão giả sợ hãi đây là sức mạnh mang tính hủy diệt điện hạ bọn họ phát ra tiếng kêu vọng mạnh dương thành không thèm để ý tới ầm um, ầm um, sáu người bị lực lượng khủng bố đánh nát người Phốc, mạnh dương thành phun ra một ngụm máu tươi hắn lại không ham chiến quay đầu bỏ chạy Lăng hàn đuổi theo mấy bước hắn cảm thấy ngực sôi trào liền ngừng lại không tiếp tục đuổi theo chương bốn nghìn lục tự minh vương chú uy lực chiến thần tam thức quá cường đại nhưng cho dù như thế gánh nặng lên người lăng hàn rất lớn lúc trước hắn thi triển một lần hắn không thể vận dụng liên tục cho dù hắn hiện tại là khai khiếu cảnh nhưng vẫn bị áp lực chỉ qua mấy giây khí huyết lăng hàn đã khôi phục như cũ thể phách của hắn quá mạnh mẽ sau khi nghỉ ngơi vài lần là khôi phục hắn không thể vận dụng chiến thần tam thức bằng không tự chuốc khổ cực thậm chí là muốn chết lúc này đã không còn hình bóng mạnh dương thành lăng hàn không có truy kích dù phát động chỉ xích thiên nhai cũng vô dụng với trí tuệ của mạnh dương thành hắn sẽ không đi thẳng lăng hàn thả tiểu la lị ra ngoài a à, thần miếu đường vân nhi kinh ngạc sau đó chỉ vào lăng hàn thối lăng hàn không phải ngươi nói là ảo giác sao đã mang ngươi vào nơi này làm gì có nhiều phàn nàn như thế lăng hàn cười nói tiểu la lị chu miệng nhưng nàng lại bị thần miếu hấp dẫn đi 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 xem một chút người ta thật hiếu kỳ lăng hàn cũng hiếu kỳ hai người cùng đi vào cổng thần miếu cực kỳ to lớn vàng son rực rỡ hiển nhiên đã bị phá hoại cực lớn bức tường xuất hiện rất nhiều vết ngấn có chút như vết kiếm có chút là vết đao thậm chí là tay không đánh nát nếu mạnh dương thành ở đây hắn sẽ biết vết thương như vậy là chiến đấu năm đó lưu lại vào mấy vạn năm trước phật tộc sử dụng thần miếu này làm cứ điểm một đường tiến lên phía trước cuối cùng bị lão hoàng đế xuất thủ mới ngăn cản được cửa lớn thần miếu đã bị phá hủy nó xuất hiện cái động lớn, có thể vượt qua dễ dàng. Hai người đi vào, úm, ma, ni, tiếng tụng kinh lại lên. a à, đây là lục tự minh vương chú. Tiểu la lì kêu lên, đôi mắt mang theo kinh hãi. Cái gì minh vương chú, quỷ vương chú? Lam Hàn hỏi tiểu la lị, một tuyệt học Phật tộc, cửu tự chân ngôn trấn áp thế gian, lục tự minh vương chú có công dụng chu tả minh tâm. Tiểu la lị lên tiếng, nàng giống như chim sẻ, Người phải biết, Phật tộc am hiểu đối phó quỷ vật, tà vật nhất, hơn nữa còn có thể quét sạch tâm ma. Nếu học được lục tứ minh vương chú, về sau ngươi cơ bản không cần sợ bị tà vật quấy nhiễu, cũng không lo lắng sẽ có tâm ma. Thối lăng hàn, người có biết hay không, sau khi bước vào tiên đồ, mỗi khi tiến một tiểu cảnh giới sẽ bị tâm ma nhiễu loạn, có thiên đạo khảo tâm, động một chút là tổ hỏa nhập ma. Nhưng muốn học được lục tứ minh vương chú, khả năng nhập ma sẽ nhỏ hơn chín thành. Trên thế giới này, người muốn học được lục tứ minh vương chú nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Lăng Hàn mới động tâm nói, vậy còn không đơn giản, chúng ta nghe một hồi không được sao. Tiểu La Lị trợn mắt, sáu chữ theo thứ tự là úm, ma, ni, bế, mế, hồng, ai cũng biết nhưng nếu đọc ra sáu chữ này là có thể học thành minh vương chú, người không thấy đơn giản hay sao. Việc này có bí quyết, còn phải phối hợp công pháp Phật giáo. Lăng Hàn nói, tên điện hạ gì đó chắc cũng nhắm vào lục tử minh vương chú, cho nên, nơi này có truyền thừa Phật tộc. Nhanh đi tìm đi. Tiểu La Lị hưng phấn nói: "Nếu như ta học được, ngoại công và gia gia sẽ khen ta." Lăng Hàn gật đầu, hắn từ xưa tới nay không phải người độc hưởng, nếu Tiểu La Lị cũng có thể tới nơi này, nói rõ nàng có duyên với Phật. Ân, hắn đã bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ Tiểu La Lị cạo đầu chọc. Trong thần miếu không âm u, bên trong bày ra từng Phật đà bằng đá, mỗi một vị Phật đà đều tỏa sáng, cũng có dáng vẻ khác nhau. Hai người đi vào cuối miếu thờ, nhìn thấy nơi này có một đại Phật cao chừng 10 trượng, kim thân như lưu ly. Li dáng vẻ trang nghiêm, tiếng tụng kinh phát ra từ nơi này, có thể nói là thần tích. Phía trước địa Phật bày ra 12 cái bổ đoàn, chia làm hai hàng trước sau, mỗi hàng 6 cái. Trên 12 bồ đoàn có 5 người đang ngồi xếp bằng, có cao có thấp, thấp chỉ lớn như ngón cái, người cao tới hai trượng. Lăng Hàn đã dùng nhãn thuật quan sát, 5 người này đều là thi thể nhưng người mặc dù chết rồi nhưng uy thế không giảm, có lẽ khi còn sống là cao thủ cường đại. 5 người này đều khoác cà sa, hẳn là người Phật tộc. Phật tộc là một cách gọi, chỉ cần tín ngưỡng Phật đạo liền có thể xưng là người Phật tộc, cho nên năm người này đến từ chủng tộc khác nhau nhưng lại có thể xếp vào hàng ngũ Phật tộc. Năm người này tuyệt đối không phải thánh nhân, mặc dù chết có dư uy nhưng không đến tình trạng không thể đến gần. Lang Hàn đi vòng qua năm người một lần, phát hiện trên người bọn họ đều có thương thế, cả xa bị xuyên thùng, đều có tổn thương chí mạng. Thật quỷ dị, bị thương không nghĩ biện pháp trị liệu hay tìm nơi nghỉ ngơi, tại sao ngồi trên bồ đoàn? Truyền thừa đâu? truyền thừa đâu tiểu la lị xoay quanh nàng không có hứng thú với tượng phật và người chết hai người tìm khắp nơi nhưng tìm cả đại điện một lần cũng không tìm ra bảo vật truyền thừa ai bận rộn toi công một hồi đường vân nhi nhún vai nói có khả năng đám gia hỏa này biết phải chết cho nên phá hư truyền thừa có khả năng như thế bọn họ chưa từ bỏ ý định lại tìm một ngày vẫn không thu hoạch được gì cái gì thần miếu trong truyền thuyết đều là gạt người tiểu la lị bĩu môi nói lừa gạt tiểu hài tử là chuyện không có đạo đức, hai người đã ra khỏi thần miếu, bên ngoài là quảng trường không lớn, trồng một gốc bồ đề thụ, nó đã sớm khô héo, còn thiếu đi một nửa, lộ ra dáng vẻ thê lương. Bồ đề thụ chính là nơi ký thác tinh thần của Phật tộc, truyền thuyết Phật tổ đã ngộ đạo dưới cây bồ đề. Đột nhiên Lăng Hàn có một ý niệm, bồ đề thụ có phải là bảo vật truyền thừa hay không? Không ai có quy định truyền thừa nhất định nằm trong thần miếu. Lăng Hàn đi tới, bắt đầu nghiên cứu gốc bồ đề thụ. Lăng Hàn, người thật thông minh, đường Vân Nhi cũng chạy tới, đương nhiên nàng biết truyền thuyết bồ đề thụ. Hai người cùng nhau nghiên cứu, mặc dù bọn họ quan sát thế nào thì nó cũng chỉ là bồ đề thụ đã chết đi. Đi thôi, hiển nhiên đường Vân Nhi không phải người kiên nhẫn, lại nói, nàng mới mấy tuổi. An tâm chớ vội, Lăng Hàn nói, không vui chút nào, tiểu la lị lấy kẹo sữa ra liếm. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, nếu Phật tổ ngộ đạo dưới cây bồ đề, như vậy hắn có thể ngộ đạo Phật tổ dưới bồ đề hay không? hắn ngồi xuống, không xảy ra chuyện gì, không có thể hồ quán đỉnh, cũng không có gì cả. Lăng Hàn, không nên lãng phí thời gian, tiểu la lị nói, chờ một chút, Lăng Hàn nói, ban ngày qua đi, màn đêm buông xuống, ánh trăng màu vàng bay lên cao. Tiểu la lị đang ngủ thiếp đi, nàng vô ưu vô lự, tự nhiên ăn được ngủ được. Thực sự không có truyền thừa sao, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn quyết định, nếu đến sáng mai không có gì biến hóa, vậy hắn liền rời đi khi trăng lên giữa bầu trời, đột nhiên xảy ra dị biến. chương 4076, lá rơi chuyển pháp. Gốc bồ đề thụ kia đã khô héo, thậm chí tán cây đã bị lột đi một nửa, khi trăng sáng chiếu xuống, ánh trăng lại tẩm bổ gốc cây, tán cây biến mất lại xuất hiện. Úm, ma, ni, bế, mễ, hồng, lục tự minh vương chú không ngừng vang lên, có gió nhẹ thổi tới, bồ đề thụ chấn động, lá cây ma sát vào nhau phát ra tiếng dễ nghe. Lăng Hàn vội vàng vỗ đầu tiểu la lị, đánh thức nàng dậy. Làm gì thế, người ta buồn ngủ, đường Vân Nhi vặn eo bẻ cổ, mắt buồn ngủ, gương mặt mang theo thâm thù đại hận. Nàng ghét nhất bị người khác đánh thức khi ngủ say, ngay cả mẫu thân của nàng cũng không được. Đồ đần, người không muốn truyền thừa Phật tộc, lang hàn kêu lên, a à, tiểu la lì cơ linh, lập tức không còn buồn ngủ. Nàng trợn mắt, tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này. Truyền thừa đây, nàng hỏi, không cần nói, nhìn cho thật kỹ. Bồ đề thụ không ngừng chập chờn cũng không biết trôi qua bao lâu, một tăng nhân mặc cả sa xuất hiện, hắn ngồi xếp bằng ở dưới cây bồ đề, trên đầu xuất hiện một vầng trăng sáng. Sinh ra Phật Quang, hắn là đại năng Phật tộc, tiểu la lị là người biết hàng, lập tức thấp giọng nói. Vị nào, lăng hàn hỏi, hắn tự nhiên chỉ Phật tổ, tổ vương lúc trước khai sáng cơ nghiệp Phật tộc, vô địch một thời đại. Tiểu la lị lắc đầu, không có khả năng, nếu là Phật tổ lưu ảnh, khí cơ vô cùng đáng sợ, Chúng ta không có khả năng ở gần như vậy. Hắn là một vị Bồ Tát, theo phân bố đẳng cấp của Phật tộc, Phật tổ đối ứng với Tổ Vương, Phật Đà đối ứng là Thánh Nhân, Bồ Tát là Tôn Giả, La Hán là Giáo Chủ, như vậy đây là Tôn Giả. Thả trên Nguyệt Hoa Tinh, hắn cũng là đại năng đỉnh cấp. Lăng Hàn mở to hai mắt, vị Bồ Tát này sẽ truyền thụ Lục Tự Minh Vương chú sao? Làm cho hai người thất vọng chính là tăng nhân chỉ ngồi xếp bằng tu luyện, không có truyền thừa nào. Lại chờ uổng công sao? lăng hàn chưa từ bỏ ý định qua một lúc sau xèo có một lá cây rơi xuống bồ đề thụ đã sớm chết héo lá cây ở đâu ra lăng hàn vươn tay vừa vặn lá cây rơi gần hắn hắn dễ dàng nắm trong tay ngay sau đó có lực lượng không tên tiến vào cơ thể lăng hàn hóa thành âm thanh vang dội dường như đang ngâm sướng thứ gì đó giống như pháp quyết nội tâm lăng hàn chấn động chẳng lẽ chính là phật tộc truyền thừa hắn vội vàng dùng tâm ghi nhớ từng chữ nhưng cực kỳ mơ hồ cực kỳ khó ghi nhớ sau cả buổi rốt cuộc hắn mới ghi nhớ một chữ úm úm trong lục tự minh vương chú đây là lục tự minh vương chú lăng hàn mở miệng úm oanh lực lượng vô hình bộc phát quang minh chính đại làm cho người ta tỉnh ngộ thậm chí có thể nhìn thấy phật quang phổ chiếu lăng lăng hàn người học được lục tự minh vương chú rồi tiểu la lị giật mình mặc dù nàng cũng có thể hô lên chữ úm nhưng không có công pháp phối hợp đây cũng chỉ là một chữ bình thường, sẽ không có hiệu quả gì. Lăng Hàn còn muốn thử ghi nhớ, lá cây trong tay hóa thành ánh sáng, cũng không còn sót lại cái gì. Lực lượng trong cơ thể biến mất, tiếng nói to lớn không còn xuất hiện. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn học được một chữ, hắn nhớ lại, sau đó giật mình, hóa ra quá trình hắn ghi nhớ âm thanh chính là lúc tu tập, hắn có thể nghe được chữ úm, nói rõ hắn đang hành công. Dạng truyền pháp như thế quá thần kỳ, Lăng Hàn giải thích với Tiểu La Lị một lần, tiểu la lị hưng phấn đứng dậy. Lăng Hàn, chiếc lá kế tiếp là của ta. Nàng cường điệu, Lăng Hàn cười ha ha. Được, hắn cũng cần củng cố một phen, mặc dù hắn có thể ngâm sướng chữ úm nhưng không thành thục, còn cần tu luyện. Hơn nữa, trong đó có nhiều chi tiết cần nghiên cứu. Tiểu la lị chờ lá cây thứ hai rụng xuống, Lăng Hàn lại hoàn thiện pháp quyết chữ úm. Nhưng đường Vân Nhi chờ một đêm lại không có thu hoạch gì, lúc mặt trời mọc ngày thứ hai, dị tượng biến mất, bồ đề thụ lại khô héo khô quát, làm gì còn lá cây. Tức chết bảo bảo, một đêm không ngủ, tiểu la lị tức giận kêu to, lăng hàn tu luyện khi mặt trời mọc, hắn phải vội vàng tu luyện, mau chóng bước vào tầm bí cảnh. Còn chưa đắc thủ lục tự minh vương chú, lăng hàn và đường vân nhi sẽ không rời đi, ban ngày bọn họ nghỉ ngơi, chờ ban đêm đến. Nhưng lăng hàn chỉ ngủ 4 giờ đã khôi phục tinh lực rồi rào, hắn bắt đầu nghiên cứu bí quyết chữ úm, đừng nhìn chỉ có một chữ nhưng công pháp phối hợp sẽ có đủ loại biến hóa. Có thể chấn tà, có thể minh tâm, bác đại tinh thâm. Một ngày qua đi, lang Hàn không kìm được vui mừng, lục tử minh vương chú không hổ là tuyệt học vô thượng của Phật tộc, ý nghĩa phi thường, mình chỉ cần niệm một cái, tinh thần càng vững chắc. Đây là tự nhiên, bản thân thần hồn còn chưa vững chắc, nói gì chân áp tả ác, quát lui yêu ma. Đêm đó, trăng lên giữa trời, dị tượng lại xuất hiện, bồ đề thụ lại tỏa sáng lấp lánh, lá cây khô héo hiện ra, tô điểm khắp cây. Về sau không lâu, Bồ Tát lại xuất hiện, cũng lĩnh ngộ dưới cây bồ đề bởi vì nắm giữ một chữ úm tự nhiên có thể thông hiểu phật pháp lăng hàn cũng ngộ ra rất nhiều tên bồ tát lĩnh hội không phải không có biến hóa lá bồ đề thuộc tỏa sáng có vận luật kỳ diệu hắn bắt giữ vận luật này cũng trầm mê vào trong đó mơ hồ phát hiện trong đầu có phật âm thiện sướng làm người ta tỉnh ngộ làm linh hồn hắn tán thành muốn quy thuận từ đó về sau dùng siêu độ tà ác làm nhiệm vụ của mình lăng hàn giật mình hắn đổ mồ hôi lạnh Phật hiệu quá đáng sợ, hắn chỉ tìm hiểu một chút, hắn lại trầm mê vào bên trong, tâm linh bị mê hoặc, muốn quy y. Đây chính là thủ đoạn tổ vương sao, dễ dàng công thành chiếm đất không thấy máu, chỉ cần Phật hiệu xuất hiện, có thể hàng phục mọi người. Lăng Hàn vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, hắn chỉ có hứng thú với lục tự minh vương chú nhưng tuyệt đối không muốn trở thành người Phật tộc, bị khuôn sáo Phật tộc chế ước. Một đêm qua đi, Lăng Hàn càng lý giải chữ uống thêm vài phần, tiểu la lị chờ đợi một đêm uổng công, bởi vì căn bản không có lá bổ để rơi xuống nàng tức giận nhảy lên muốn tự đi hái đáng tiếc bị lực lượng trấn áp nàng phải rơi xuống kẹo sữa nhỏ ta thấy ngươi vô duyên với phật hiệu rồi lang hàn cười nói không tin bản bảo bảo không tin tiểu la lị chống ngạnh vẻ mặt phẫn nộ dựa vào cái gì đại thúc ngô xuẩn còn có thể học được vì sao bảo bảo thông minh như nàng lại không được hai người ở chỗ này ban đêm lang hàn nắm giữ quy luật lá bổ để thụ vận chuyển lĩnh hội diệu pháp tiểu la lị nhìn chằm chằm vào lá cây trên đỉnh đầu. chương 4077, Cổn Thạch Hoang Nguyên. Một ngày lại một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Đã 9 ngày trôi qua, Lăng Hàn đã hoàn toàn nắm giữ pháp quyết chữ úm, mở miệng thiện sướng, Phật âm cuồn cuộn, nếu người không biết gặp hắn, ai cũng nghĩ hắn là cao tăng đắc đạo. Lăng Hàn hết sức hài lòng, tiểu la lị lại phiền muộn đến cực hạn, trên cây không có lá cây thứ hai rơi xuống. Ghê tởm, lấn bảo bảo quá đáng, nhưng đến ngày thứ 10, lăng hàn cũng không thể lại tìm hiểu ra cái gì trên bồ đề thụ tới lui tất cả chỉ trình bài chữ úm chỉ truyền thừa một chữ lăng hàn nghĩ nghĩ giật mình bồ đề thụ đã khô héo truyền thừa cũng bị hủy có thể truyền thừa cho hắn chữ úm hoàn chỉnh đã là vận khí tốt hắn nói suy đoán với đường vân nhi tự nhiên cũng làm tiểu la lị thất vọng lăng hàn vậy ngươi truyền cho ta đi nàng nói lăng hàn lắc đầu không phải hắn không muốn truyền mà là truyền không được nếu không Phật tộc cũng không cần bồ đề truyền thừa, trực tiếp truyền miệng không phải sẽ đơn giản hơn nhiều. Người xem, hắn ở chỗ này chờ 9 ngày, lúc này mới học được một chữ úm, hiệu suất quá thấp. Được rồi, không học, đường vân nhi hờn dỗi, bảo bảo không vui. Nếu đổi thành người trưởng thành, kẻ đó tuyệt đối sẽ tiếp tục lưu lại, cho dù đạt được chữ úm cũng là bí pháp vô thượng. Nhưng ai bảo tiểu la lị chỉ mới 6-7 tuổi, tiểu hai từ 6-7 tuổi làm sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy, khẳng định chỉ đùa nghịch tính tình mà thôi thật không học, Lăng Hàn hỏi, không học, Đường Vân Nhi lắc đầu, thái độ kiên quyết, không học thì không học, Lăng Hàn vốn còn muốn nàng lưu lại nơi này, chính hắn đi đánh kim tinh hoa, dù sao tiểu nha đầu không giúp được gì. Hai người rời đi, lại bắt đầu đánh quái, vài ngày sau, bọn họ hội hợp với bảy tiểu hoa nhi. Phụ thân, người biến mất vài ngày, có phải gặp kỳ ngộ hay không, chúng ta đánh kim tinh hoa lại uổng phí sao? Tứ hoa nói, Lăng Hàn cười một tiếng. Làm sao có thể chứ, có kỳ ngộ nhưng cũng không có đạt được kim tinh nguyên. Hắn nói chuyện thu hoạch lục tứ minh vương chú ra, đám tiểu hoa nhi ngạc nhiên. Chẳng lẽ phụ thân có huyết mạch Phật tộc, tam hoa cắn ngón tay nói, bằng không, tại sao bồ đề thụ lại tán thành ngươi, phiến lá lại rơi xuống. Còn có cách nói này, đường vân nhi mở to mắt, lập tức biểu thị khó chịu, hóa ra nàng bận rộn toi công. Lăng Hàn lắc đầu, hắn không có quan hệ gì với đám đầu chọc, nói. Phật tộc không phải là tên gọi chung sao, lấy đâu ra huyết mạch. Phụ thân, người không biết việc này. Đại Hoa lắc đầu, nói, Phật tộc cũng có huyết mạch nhưng không phải truyền thừa bằng cách sinh con mà là đại năng Phật tộc có thể chuyển thế, có chút hài nhi sinh ra đã tinh thông Phật đạo, tương lai tất thành đại năng Phật tộc. Phụ thân, người có phải Phật đà chuyển thế hay không? Nhị Hoa đi mò đầu lăng hàn, nói, Phụ thân, nếu ngày ngươi quy y, không thể giữ lại mái tóc này. Thừa dịp vẫn còn, nhanh ghi nhớ đi, ngũ Hoa cười nói, đúng, đám tiểu hoa nhi khác gật đầu lăng hàn tức giận nói ta sẽ không làm hòa thượng hắn có không ít kiều thê nhi nữ thành đàn làm sao có thể đi làm hòa thượng đường vân nhi sen vào không đúng lúc kỳ thật phật tộc cũng có chi nhánh hoan hỷ phật không cưới vợ cũng không cần cạo đầu ngươi đi sang nơi khác đi lăng hàn khó chịu nói ra ngươi không nói lời nào sẽ không ai bảo ngươi câm ha 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 đám tiểu hoa nhi và tiểu la lị đều cười vang bọn họ tiếp tục đánh quái thu tập kim tinh hoa, Lăng Hàn lại gặp mặt với Thẩm Hàn Vân, vào nửa tháng sau, bọn họ cũng thu đầy đủ kim tinh hoa, dung hợp thành một phần kim tinh nguyên. Suốt cục, năm thiếu một, đại công sắp hoàn thành. Chạm tiếp theo, cổn thạch hoang nguyên, bọn họ xuất phát đi tới nơi có ngũ hành thổ, tiêu hao năm sáu ngày đi đường, bọn họ mới đến nơi. Nếu là hoang nguyên, tự nhiên sẽ hoang vu, nơi này đất khô cằn liên miên, ít có thảm thực vật nhưng cũng may không nóng bước giống sa mạc hoàng kim, cũng có dòng sông, không cần lo lắng sẽ chết khát tại đây. Đám người chia nhau hành động, ước định mỗi năm ngày tụ hợp một lần, nếu ai có vận khí tốt, trực tiếp thu tập được thổ nguyên tinh, như vậy sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mới chờ đợi hai ngày, Lăng Hàn lại bắt đầu bế quan. Hắn lại có đột phá, bế quan gần nửa ngày, Lăng Hàn lại mở chín khiếu huyệt, lần này, hắn còn kém chín khiếu huyệt là đạt tới khai khiếu cảnh đỉnh cấp, đương nhiên, chuyện này chưa tính ẩn huyệt. Đường Vân Nhi nhàm chán, nàng trốn vào trong hồ lô nằm ngáy o o. Lăng Hàn cũng rất nhàm chán nhưng không có cách nào, đây chính là vì chính hắn. Hắn cứ đi tìm kiếm thổ nguyên tố sinh linh, rất nhiều, tất cả đều do đá cấu thành, căn bản không có khớp núi liên kết, chúng dính chung vào nhau, mười phần thần kỳ. Nhưng thực lực cũng không mạnh, với chiến lực của Lăng Hàn hiện tại, một ngón tay cũng có thể tùy ý giải quyết. Trừ phi gặp được Thạch Vương, bằng không hắn nhắm mại vẫn có thể quét ngang tất cả. Bỗng nhiên, toàn thân hắn nổi ra gà, Hắn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bỗng nhiên hắn quay người, chỉ thấy phía trước có một người đi tới. Đây là một thanh niên phong thần tuấn lãng, dung mạo hoàn mỹ, không tìm ra một chút tỳ vết nào. Toàn thân hắn mặc áo trắng, hắn đang vác một cây kiếm, tóc đen khoác lên vai, đôi mắt tỏa sáng. Lăng Hàn không phải để ý tướng mạo người này mà là người này phát ra khí thế đáng sợ. Kiếm lăng lệ như thế, cực kỳ đáng sợ, dạng khí thế này, cho dù là Hồng Thiên Bộ cũng không bằng được. Ân hồng thiên bộ mở con mắt hung thú ra mới có thể so sánh với hắn rốt cuộc tìm được ngươi người áo trắng cười nói lăng hàn cũng cười nhạt một tiếng dường như ta không nhận ra ngươi làm ngươi cực khổ vất vả ta thật có lỗi người áo trắng sững sờ sau đó cười to ngươi còn thú vị hơn ta suy nghĩ con người của ta từ trước đến nay rất hài hước lăng hàn nhún vai người áo trắng thu hồi nụ cười nói ta tên là hà tam lăng hàn a một tiếng cái gì hà tam hà tứ hắn không quan tâm hà tam kinh ngạc đối phương nghe tên của hắn lại không có phản ứng gì đúng người này khẳng định không biết thân phận của mình hắn cũng không có giải thích không cần lãng phí thời gian ta đến giết ngươi hắn nói lang hàn gật đầu ta ở đây không có bằng hiếu ngươi chuyên tới tìm ta ta cũng có thể đoán ra ngươi đến giết ta để ta nghĩ xem hai nhà bàng lôi không thể mời nổi thiên tài như ngươi thứ hai bọn họ cho rằng ta đã chết rồi sẽ không phí tay chân hắn dừng một chút nói cho nên, ngươi là người của tên điện hạ gì đó. Hà Tam cười một tiếng, nói, hắn không thể chỉ huy ta nhưng hoàng chữ bản triều suýt bị giết chết, hỏng một đại sự, nếu ta biết, ta sẽ đi một lần. Ngươi, tự sát đi, chương 4078, chiến Hà Tam. Ngươi tự sát đi, Lăng Hàn đã từng nghe nhiều người nói với hắn như vậy, hắn vẫn cảm thấy bọn chúng đều là kẻ ngốc. Đương nhiên, thời điểm Hà Tam nói câu này, đương nhiên sẽ không cho rằng mình là kẻ ngốc, hắn đang giả vờ thanh cao mà thôi người này có tư cách trang bức lăng hàn cười ha ha kẻ muốn giết ta rất nhiều nhưng ngươi xem ta hiện tại vẫn sống yên lành cho nên ngươi cần phải cố gắng mới được ba hoa hà tam xuất thủ hắn xuất trưởng tấn công lăng hàn oanh một trường động sóng gió nổi lên đây chính là siêu cấp thiên tài bản thân là thiên tài tam tinh đã vượt qua tiên đồ hiện tại ép còn tầm bí cảnh nhưng vẫn có thể giữ lại chiến lược cho nên phóng tới tầm bí cảnh hà tam có thể tính là thiên tài tứ tinh đương nhiên không thể so sánh với lăng hàn hắn là thiên tài tiếp cận ngũ tinh hắn lại yếu về cảnh giới dù sao hắn chỉ là khai khiếu đến đây lăng hàn ngưng tụ một quyền tấn công hà tam oanh giao phong một kích lăng hàn lui về phía sau a à, hà tam kinh ngạc nói có thể ngăn cản một trưởng của ta thiên tài như hắn một kích vừa rồi vốn phải dễ dàng diệt sát lăng hàn khó trách mạnh dương thành bị giết chạy trở về quả nhiên người có chút chiến lực hắn gật gật đầu cũng đánh giá Lăng Hàn khá cao. Mạnh Dương Thành, đó là tên điện hạ kia, Lăng Hàn thu thận thể, hắn hiện tại gần như có thể quét ngang tất cả tầm bí cảnh nhưng đối đầu với thiên tài tam tinh, hắn vẫn cảm thấy có phần quá sức, huống chi hà tam hiện tại có khả năng còn không chỉ là thiên tài tam tinh. Hắn hoạt động tay chân một chút, nói, ngươi không sợ bị ta giết tè ra quần hay sao? Sắc mặt hà tam trầm xuống, có thể thiếp một chiêu của ta, ngươi thật có thể tự ngạo nhưng phách lối trước mặt ta, người đã phạm sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Hắn xuất thủ lần nữa, lần này không xuất trưởng đơn giản mà là dẫn động năng lượng tầng thứ cao, hóa thành một tia sáng màu xanh tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ nghinh tiếp, mặc dù lực lượng nguyên thủy của hắn không bằng nhưng chiến lực cũng không phải hoàn toàn quyết định bởi lực lượng. Oanh, 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 hai người không ngừng đấu nhau, Lăng Hàn dùng tới lôi quang quyền nhưng không thể địch lại, còn bị áp chế hoàn toàn. Thiên tài tứ tinh, cho dù chỉ có chiến lược tầm bí cảnh cũng không phải chuyện đùa. Hà Tam cười lạnh, không gì hơn thế này. Lăng Hàn không nói gì, làm đáp lại, hắn vận dụng yêu hầu quyền, khí thế thay đổi, khí phách ngang ngược, cho dù trời muốn chân áp cũng có thể dùng một quyền đánh tan. Hà Tam giật mình, dường như hắn nhìn thấy yêu hầu thời viễn cổ đang tàn phá các nơi, khí thế làm hắn kinh hãi. Hai mắt hắn sáng lên, quyền pháp tốt như vậy, đặt trên người của ngươi là quá lãng phí. Hắn cũng phát động một môn kỹ pháp, giống như hóa thân thành cự mãng, không ngừng quấn chặt Lăng Hàn, muốn diệt sát hắn. Môn kỹ pháp này không bằng yêu hầu quyền nhưng bất đắc dĩ Hà Tam chiếm ưu thế về sức mạnh, đền bù bản thân kỹ pháp không đủ, còn có thể áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn bình thản, hắn còn chưa đến mức sơn cùng thủy tận. 70 lần trọng lực, tần suất công kích, hắn lại đánh ra một quyền ngăn cản Hà Tam quấn quanh. Ầm, Hà Tam bị đẩy lui. A, à, ngươi lại nắm giữ nhiều bí thuật như vậy. Hà Tam tươi cười, tràn ngập cảm khái, đối phương có lực lượng yếu hơn hắn rất nhiều lại có thể dựa vào kỹ pháp đền bù. Hắn mừng rỡ, bởi vì hắn xem yêu hầu quyền là vật của mình. Hắn cũng sử dụng tuyệt kỹ, chỉ tay điểm ra, hào quang vạn trượng, ngay cả mặt trời cũng mất đi ánh sáng. Toái Dương chỉ, Lăng Hàn sử dụng 70 trọng lực và tần suất công kích ngăn cản nhưng một kích này đẩy hắn lui về phía sau, xương tay không ngừng run rẩy, giống như sắp vỡ vụn ra. T, uy lực một kích này quá khủng bố. Xương cốt Lăng Hàn trải qua 7 lần rèn luyện, có thể xương mạnh nhất dưới tiên đồ một kích này kém chút cắt xương hắn ra, uy lực toái dương chỉ rất khủng bố. Nhưng Hà Tam còn hoảng hốt hơn cả Lăng Hàn, hắn tự nhiên biết uy lực toái dương chỉ lớn bao nhiêu, nó chỉ làm nắm đấm Lăng Hàn chảy máu, không thể đánh nát xương. Đây là xương người sao? Lại đến, hắn điểm một chỉ, hào quang sáng chói lấp lánh, Lăng Hàn cau mày, xương cốt của hắn bị thương khi thừa nhận một kích vừa rồi, hắn không có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Bởi vậy, hắn sử dụng sát khí xung kích, cho dù Hà Tam mạnh như thế nào, hắn cảm thấy sát khí to lớn đang bóp tim hắn, hô hấp của hắn cũng khăn. dù sao hắn cũng là thiên tài tam tinh, đã sớm vượt qua tiên đồ, hắn lập tức ngừng tụ tâm thần và bạo phát bí lực xua tan ý chí đáng sợ ra khỏi người. chỉ là bởi như vậy, công kích của hắn cũng xuất hiện sơ hở, bị lang hàn bắt lấy. chẳng những tránh một kích của hắn, cũng đáp trả một quyền, hắn phải tránh né. một kích này, hai người cân sức ngang tài, sắc mặt hà tam âm trầm, hắn là ai? là thiên tài xếp hạng trước ba trong thanh long hoàng triều thế hệ trẻ tuổi hiện tại, hắn không phải người tầm thường. Hắn bị một người không danh tiếng đánh ngang tay, hắn làm sao chịu được. Hắn hét lớn một tiếng, thế công gấp hơn, hắn nắm giữ rất nhiều kỳ ảo, không ngừng vận chuyển, uy lực kinh người. Lang Hàn chủ yếu sử dụng sát khí xung kích cùng yêu hầu quyền đón đỡ nhưng Hà Tam đã tức giận thật sự, dù sao nắm giữ áp chế lực lượng một đại cảnh giới, hắn không thể ngăn cản chính diện, Lang Hàn hoàn toàn rơi vào hạ phong, cực kỳ nguy hiểm. Luận năng lực chiến đấu cùng dai, Hà Tam hiện tại không thua người nào, thậm chí còn chiếm ưu thế. Chết, Hà Tam xuất một trường, hỏa diễm bốc cháy, còn có màu xanh đậm. Lăng Hàn bản năng dựng Hàn ý, cũng ngăn cản uy lực ngọn lửa ập tới, lực phá hoại to lớn không thể đón đỡ. Hắn lui trở ra, há miệng phun ra một thanh kim kiếm. A, à, Hà Tam tuyệt đối không ngờ Lăng Hàn còn có một chiêu này, vội vàng nghiêng đầu tránh né nhưng mũi kiếm xẹt qua vẫn cắt đứt sợi tóc của hắn. Sắc mặt của hắn càng tái nhợt đường đường Hà Tam lại bị vô danh tiểu tốt tước đi vài cọng tóc. Ngươi nếu có thể không chết, ngươi có thể vang danh thiên hạ. Hắn lành lạnh nói, sát ý càng tăng lên, đây là thiên tài có thể uy hiếp tính mạng của hắn, nhất định phải tiêu diệt. Lăng Hàn cười lạnh, song quyền chấn động bao bọc năng lượng hủy diệt. Đến, ai sợ ai, oanh, hắn cua nắm đấm nghênh tiếp, lần này đến phiên Hà Tam chấn kinh, bản năng hắn báo động, năng lượng màu đen tràn ngập lực phá hoại tuyệt đối không thể đón đỡ. Hắn lui, thiên tài đỉnh cấp làm sao có thể không làm gì mà lui. Không khí hậu bên đông cứng, tạo thành áp lực kinh người, thân thể lăng hàn chậm lại, thậm chí áo bách đến mức sắc mặt hắn tái nhợt. chương 4079 chạy, Hà Tam cười lạnh, đồng thời thi triển một môn bí pháp, tu tập cực kỳ khó khăn, cho dù bí mật công bố ra ngoài, người có thể nắm giữ cũng không vượt quá ba người. Hắn thừa cơ phản kích, đá ra một cước, hóa thành một con chân long bằng khí kinh. Lăng Hàn dùng năng lượng hủy diệt chấn vỡ không khí, hắn đã khôi phục tự do. Hắn phát động kim điêu thập bát chảo, thân như hùng ưng bay cao, mặc ngươi là thái cổ mãng xà hay man nghiêu, tất cả đều là mục tiêu đi săn của hắn. Hà Tam không sợ, hắn chỉ không dám va chạm với năng lượng hủy diệt, kim điêu thập bát chảo thì như thế nào, hắn có tiên thuật đối phó. Hai người kịch chiến, vẫn là Lăng Hàn lâm vào thế hạ phong. Áp chế một đại cảnh giới là quá lớn, nếu có người biết tu vi chân thật của cả hai, như vậy nhất định sẽ cho rằng là Lăng Hàn thắng. Đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn hoàn toàn có thể đánh bại Hà Tam dễ dàng. Đáng tiếc, thế gian nào có trận chiến công bằng tuyệt đối. Nếu cho Hà Tam biết Lăng Hàn kỳ thật chỉ là khai khiếu cảnh, như vậy sát ý của hắn sẽ đậm hơn nhiều, sẽ không tiếc trả giá lớn xử lý Lăng Hàn. Người này quá yêu nghiệt, còn sống chỉ làm người ta sợ hãi, quả thực là ác mộng của thiên tài. Lăng Hàn cũng không thể không thừa nhận, đối phương thật cường đại, chính mình yếu hơn một cảnh giới và không thể địch nổi nhưng hắn không phải người dễ dàng từ bỏ hai tay tạo thành hình dáng kỳ lạ trên người hắn tỏa ra khí thế cực kỳ đáng sợ dường như hắn hóa thành trung tâm vũ trụ hà tam giật mình mặc dù lăng hàn chưa ra tay nhưng hắn đã có cảm giác mưa gió sắp nổi lên một kích này bộc phát tất nhiên long trời lở đất hắn không dám khinh thường hắn nghiêm túc đối mặt oanh lăng hàn xuất ra chiến thần tam thức hai tay hóa trưởng tấn công hà tam lực lượng thiên địa cuồn cuộn đều bị thân thể của hắn hấp thu sau đó làm môi giới và đánh ra ngoài hà tam giật mình ánh mắt lóe sáng mặc dù hắn đã đánh giá đủ cao nhưng một chiêu này vẫn làm hắn hãi hùng khiếp vía hắn hét lớn một tiếng cũng là vận chuyển tuyệt học mạnh nhất cùng liều mạng với lăng hàn hắn là hà tam tuyệt đối không thua người nào oanh trong va chạm cường đại lăng hàn vẫn không địch lại lảo đảo lui trở ra hắn lại trọng trấn cờ trống lại vận dụng thức thứ hai trong chiến thần tam thức hắn như hóa thành chiến thần khí huyết tràn ngập toàn thân, giống như vừa mới đại chiến đẫm máu. Hắn vận dụng đại chiêu, như muốn nghiền ép tất cả. Hà Tam cũng không nhượng bộ, hắn xuất trưởng tấn công Lăng Hàn. Oanh, hai người lại va chạm với nhau, lần này Lăng Hàn lâm vào thế hạ phong hoàn toàn, liều mạng đánh ngang tay với Lăng Hàn. Chiến thần tam thức, mượn lực lượng thiên địa, một thức mạnh hơn một thức. Lăng Hàn áp chế cảm giác sôi trào trong người, hắn vận dụng thức thứ ba. Sợ người sao, Hà Tam gầm lên, hắn dùng trưởng ninh đón. Đây là Tuyệt học Nhạc Sơn Trưởng của hắn, cũng là kỹ pháp mạnh nhất của hắn hiện tại. Oanh, trong va chạm với nhau, Hà Tam bị đánh bay ra xa. Chiến thần tam thức rất mạnh, nhưng đây đã là cực hạn của Lăng Hàn, khí huyết trong cơ thể hắn hỗn loạn, thân thể liên tục đau đớn, đã không còn lực vận dụng chiến thần tam thức lần thứ hai. Mặc dù Hà Tam bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng không trọng thương. Hắn cười lạnh và nói, mặc dù kỹ pháp của ngươi cường đại, cũng phóng đại chiến lực của ngươi lên gấp 10 lần nhưng phụ tải lên thân thể cũng gấp trăm lần. Ngươi còn có thể thi triển một chiêu nữa không? Lăng Hàn không thể dùng tuyệt chiêu như vậy bao nhiêu lần, sát chiêu cường đại đã dùng hết, hắn chỉ chưa vận dụng đến Thiên Văn Ngọc mà thôi. Nhưng đây là thứ dùng một lần, nếu không tiêu diệt kẻ địch, nó sẽ rơi vào tay địch, khi đó hắn sẽ thua thiệt lớn. Đi, hắn không do dự nữa, phát động chỉ xích thiên nhai, một bước vượt ra ngoài trăm dặm. Chạy đâu? Hà Tam vội vàng đuổi theo nhưng Lăng Hàn vừa bước đi liền biến mất không thấy đâu nữa, chờ hắn lại đi mấy bước, hắn đã không thể phán đoán phương hướng của Lăng Hàn. Hắn cao mày, mặc dù đối thủ này không yêu nghiệt bằng hắn nhưng cũng miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của hắn, dù sao hắn đã vượt qua tiên đồ, cho nên nắm giữ ưu thế. Nếu như đối thủ có cùng cảnh giới với hắn, nói không chừng thật có thể trở thành uy hiếp lớn. Cho nên, nhất định phải diệt trừ người này. Hiển nhiên đối phương đánh chủ ý lên thổ tinh hoa, mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì ngũ hành tạo hóa đan, cho nên trước khi tìm đủ thổ tinh hoa, đối phương không thể rời đi, nếu không, phí công nhọc sức. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, sau đó đánh chết ngươi." Hà Tam thấp giọng nói, giọng nói lạnh lẽo. Lăng Hàn thi triển mấy lần chỉ xích thiên nhai, lúc này mới dùng phương thức đi bình thường. Hắn vô cùng khó chịu, hắn bị áp chế toàn diện. Không có biện pháp, người ta hiện tại cao hơn hắn một đại cảnh giới, lại là thiên tài Tam tinh, đương nhiên phải cường đại như vậy. Cho dù ta mở ẩn huyệt cũng không phải là đối thủ của hắn, trừ phi. Bước vào tầm bí cảnh, lang hàn cao mày, mở ra ẩn huyệt cũng không tăng lên rất mạnh như mở lục biến, thất biến, chẳng qua chỉ mở đường cho tương lai, mở ra ẩn huyệt càng nhiều, sau này tu luyện càng nhanh, có thể gia tăng chiến lược sao. Nhiều lần đột phá cấp độ sinh mệnh, đánh vỡ càng nhiều gông cùng xiềng xích, chiến lược khẳng định sẽ mạnh hơn nhưng cũng không có tăng vọt về chất. Sau khi đi đủ xa, thân thể lăng hàn đã khôi phục 7-8 phần, nói đến thể phách cường đại, Hà Tam không thể nào so sánh với hắn. Hắn tiếp tục đánh quái, cũng nhớ kỹ thủ oán với Hà Tam. Hai ngày sau, Hà Tam đuổi theo, lập tức triển khai công kích, dáng vẻ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lần này, Lăng Hàn không có ham chiến, trực tiếp phát động chỉ xích thiên nhai rời đi. Hiện tại không cần thiết tranh chấp với Hà Tam, trọng điểm của là thu hoạch thổ nguyên tinh, từ đó luyện chế ra ngũ hành tạo hóa đan, tranh thủ mở ra tất cả gông cùng xiềng xích trên người chỉ cần để hắn bước vào tầm bí cảnh, chân chính đánh nhau cùng cấp, xem hắn đánh tên ra hỏa lưu manh kia thế nào. Mặc dù Hà Tam cường đại, hắn không có đối sách với thần kỹ như chỉ xích thiên nhai, chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng hàn chạy mất, sau đó lại tiếp tục truy kích. Hắn muốn ỉ vào ưu thế tu vi cao, tích lũy dày, từ đó mài chết lăng hàn. Dường như hắn có biện pháp đặc thù nào đó, sau đó một ngày, hắn lại tìm thấy lăng hàn, triển khai công kích điên cuồng. Nhưng phương pháp truy tung của hắn mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì được chỉ xích thiên nhai của Lăng Hàn. 10 ngày liên tiếp, Lăng Hàn bị Hà Tam tìm được 8 lần, thời điểm đánh quái cũng không có tâm tình an ổn. Nhưng dưới áp lực càng mạnh, tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Hắn nhanh chóng mở ra 9 cái khiếu huyệt cuối cùng, đạt đến cực hạn được công nhận trong khai khiếu cảnh. Mở ra 108 cái khiếu huyệt, cho dù đi nơi nào cũng được gọi là thiên tài, phần lớn người đều là mở ra 72 cái khiếu huyệt liền không còn tiềm lực tiếp tục mở ra lăng hàn biết con đường khai khiếu cảnh của hắn chỉ vừa bắt đầu hà tam ngươi nên cho ta thêm nhiều áp lực ta cần đột phá nhanh hơn